chương 491, huyền cốt trì tử, thân sắc hàn lập rất khó coi. Điện võng tuy có thể tạm thời cản lại hỏa diễm nhưng hỏa diễm này lại không giống như vật bình thường, nó bùng cháy ở trên mặt của điện hồ, tạo thành một cái lồng lửa khốn trụ hàn lập ở bên trong. Hiện tại nếu hắn muốn đào thoát cũng không cách nào làm được. Càng khiến cho hàn lập lo lắng chí là hỏa diễm thôn phệ từng chút, từng chút điện hồ kim sắc, mặc dù tốc độ rất chậm nhưng đích xác là làm cho điện võng quanh thân hình hắn từ từ thu nhỏ lại đương nhiên hỏa diếm cũng phải tổn hao một ít nhưng trung quy nó vẫn được coi là áp đảo chiếm thế thượng phong thấy tình cảnh này huyền cốt thở phào một hơi trên mặt lộ suốt vẻ mỉm cười hắn không tin rằng dưới sự bao vây của tu la thánh hỏa hàn lập vẫn còn có thủ đoạn khác để thoát khốn một lần nữa rút cuộc uy danh của loại hỏa diếm tu la huyền cốt tin rằng cho dù tu sĩ nguyên anh kỳ bị vây trong đó cũng phải liều mạng tổn thương rất nhiều nguyên khí mới có khả năng thi triển bí thuật đào thoát còn đợi khi hắn luyện hóa xong thánh hỏa khôi phục lại tu vi nguyên anh kỳ thời trước thì việc quét sách hơn quá nửa loạn tinh hải cũng chẳng phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, huyền cốt lim dim, nheo mắt lại, hàn lập hiện tại ở trong mắt hắn chẳng khác gì một người chết. Tình huống thực sự càng lúc càng không ổn, mắt thấy tầng điện võng phòng hộ do ích tà thần lôi tạo thành sắp bị phá hủy nhưng sắc mặt hàn lập vẫn không chút thay đổi, hai tay nhấc lên, hai đạo điện hồ từ trong phun ra, dung hợp với tầng bảo hộ bên ngoài. Điện hồ cuồn cuộn không ngừng từ trong tay của Hàn Lập tuôn ra, điện võng nguyên bản ảm đạm bỗng nhiên kim quang đại thịnh không những hồi phục lại kích thước ban đầu mà còn liên tiếp xuất hiện những tia lôi điện thô to công kích ngăn cản hỏa diễm ở bên ngoài có xu thế phản ngược lại con người của huyền cốt suýt chút nữa phải rất ra hắn hiện tại mới biết được cái gì gọi là người tính không bằng trời tính hàn lập vẫn còn nhiều ích tà thần lôi như vậy thực sự quá khiêu khích thần kinh của lão ma cho dù tu la thánh hỏa cao hơn một cấp so với ích tà thần lôi nhưng số lượng ích tà thần lôi lại nhiều hơn hắn Ai có khả năng diệt ai, thực sự rất khó nói. Huyền Cốt dùng ánh mắt nhìn chòng chọc Hàn Lập như đang nhìn thấy yêu nghiệt vậy. Hắn thực sự muốn nhìn trong thân thể không cao to kia rút cuộc ẩn chưa bao nhiêu kiện pháp bảo kim lôi trúc, chẳng lẽ đối phương thực sự dùng mãi không hết thần lôi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã khiến Huyền Cốt đột nhiên cả kinh, dùng hàm răng cắn mạnh đầu lưới của mình. Cơn đau nhức cùng với mùi vị mặn mặn khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều. Lão ma lắc lắc đầu, đem cái ý nghĩ hoang đường đó vứt khỏi bộ não ích tà thần lôi dùng mãi không hết, tự nhiên không thể có loại tình huống này. Hắn chỉ là bị số lượng của nó khiến cho mất tự tin, hơn nữa đối phương đã ba phen bốn bận phóng ra nhiều thần lôi như vậy thì hiện tại khẳng định lượng tồn dư còn rất ít. Hắn chỉ cần duy trì qua giai đoạn quan trọng này là có thể giết chết Hàn Lập và tự nhiên đống pháp bảo kim lôi trúc sẽ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây tinh thần huyền cốt sung lên, dùng ánh mắt tham lam, nhìn trọng chọc, chọc Hàn Lập rồi ngẩng đầu nhìn quang cầu đang ở trên không trung đối phương có ích tà thần lôi dự trữ chưa phóng xuất, còn hắn vừa rồi đâu có đem tất cả lam sắc băng diễm dung hóa thành tu la thánh hỏa, hắn chỉ dùng có non nửa mà thôi, bởi vì sợ bị bí thuật phản phệ. Nhưng hiện tại xem ra chừng đó vẫn chưa đủ giết chết tên biến thái kia. Chỉ có thể đem tất cả băng diễm đã dung hợp phóng ra mới tiêu diệt được đối phương. Nghĩ tới đây, hai tay hắn bắt pháp quyết, quang cầu trong không trung nhanh chóng quay tít, thêm lần nữa phát ra hào quang chói lọi. Hàn lập nhìn thấy màn này, trong lòng đột nhiên lạnh buốt Giống như dữ liệu của huyền cốt, Hàn Lập sau khi liên tiếp thi triển ích tà thần lôi liều mạng chống đỡ lam sắc hỏa diễm và tu la thánh hỏa thì thần lôi đã tiêu hao đến 8, 9 phần. Hiện tại lại thấy đối phương tiếp tục dùng thánh hỏa để công kích, Hàn Lập tự biết tuyệt đối không có khả năng dùng chút thần lôi còn lại để duy trì. Biện pháp duy nhất chính là phá vòng vây, chạy thoát rồi mới nói tiếp. Dù hỏa diễm của đối phương có lợi hại cách mấy, nếu không tiếp xúc với thân thể hắn thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập đã quyết hắn đem tất cả ít tà thần lui còn dư trong thân thể trong nháy mắt phóng xuất ra ngoài lập tức hai đạo điện hồ to bằng cánh tay đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện bắn lên tầng bảo hộ bên ngoài điện võng nhanh chóng chớp lóe lên vài cái vang lên một tiếng sấm sét ỉ ầm cuối cùng hóa thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt nổ tung vô số tia điện đẩy lùi số lượng hỏa diễm còn lại không nhiều ở bên ngoài ra xa thân hình hàn lập lóe lên vài cái người liền biến mất khỏi chỗ cũ xuất hiện ở một địa phương cách đó khoảng vài trường trong quá trình di động, Hàn Lập âm thầm lau một đống mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ mình sơ ý, trong lúc vô tình dính phải một tia hỏa diễm, đối với hắn mà nói tuyệt đối chí mạng. Bây giờ đã thoát khỏi sự bao vây của Tu La Thánh Hỏa, Hàn Lập không chút do so dự dồn linh lực vào chiếc áo choàng màu đỏ, nó liền tự động bay lên. Đây chính là hiện tượng khi sử dụng cổ bảo. Hắn dã hạ quyết tâm vào tới bên thạch đài, sau đó lợi dụng thanh trúc phong vân kiếm mở ra cấm chế bảo vệ, thừa cơ hội đào thoát. Huyền Cốt trông thấy vậy, cũng đoán được một chút tâm tư của Hàn Lập. Trong lòng lão ma liền quính lên, không kịp suy nghĩ để thăng pháp lực, tăng nhanh tốc độ chuyển hóa quang cầu. Âm thanh to lớn vang lên, cả quang cầu triệt để bùng cháy, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm màu trắng xám, dường như tu la thánh hỏa đã hình thành. Nhưng kỳ dị chính là trong trung tâm của hỏa cầu có một đoàn lam quang nhỏ nhắn, rất bình thường đang chuyển động không ngừng, bộ dạng dường như rất bất ổn. Huyền cốt thấy cảnh này liền ngẩn ra, nhưng lập tức bỏ qua, không chú ý. Có lẽ do pháp lực hắn không cao nên không thể chuyển hóa toàn bộ, đây cũng chẳng phải là sự tình đáng lo ngại. Hắn lo lắng chính là Hàn Lập sẽ lập tức đào thoát. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể buông tha một mối hỏa tâm phúc dễ dàng như vậy. Vì thế huyền cốt lập tức khoát tay về phía hỏa cầu, hỏa cầu sau khi rung động lên vài cái liền bắt đầu công kích đối phương theo như ý định trong lòng của hắn. Nhưng lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện, làm quang tàn dựa ở trung tâm của quả cầu bỗng dưng lóe lên vài cái rồi nổ tung. Lập tức mặt ngoài của hỏa cầu méo mó, từ trong lờ mờ truyền ra âm thanh sắc nhọn. Trong lòng Huyền Cốt Đại Kinh, vội vàng khống chế dị biến của hỏa cầu. Nhưng hắn sớm đã quên một việc rằng tu La Thánh Hỏa kia không phải là hỏa diễm hắn chân chính luyện hóa, chỉ là mượn một chút sức bên ngoài để thao túng mà thôi. Hiện tại chịu đựng chấn động do vụ nổ gây ra ở Hạch Tâm khiến hỏa cầu không có cách nào bảo trì ổn định, hoàn toàn mất đi sự khống chế, trở nên cuồng bạo, một chút pháp lực nhỏ của hắn căn bản không thể chế trụ huyền cốt chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hỏa cầu liền liên tiếp thay đổi màu sắc rồi cũng nổ tung tại trên đầu lão ma, vô số tia lửa màu trắng xám bay tán loạn ra tứ phía. Mặt mũi huyền cốt trở nên trắng bệch, hắn không dám nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng xoay tít, một mảng lớn quỷ khí màu xanh đen xuất hiện, chụp về phía tu la thánh hỏa. Tiếp theo thân hình lão ma bỗng nhoáng lên, giống như mũi tên vụt bay, chỉ cần có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hỏa cầu thì hắn có thể bảo vệ được tiểu mệnh của mình. Mặc dù khí thế của quỷ khí màu xanh đen cực kỳ hung hăng nhưng khi tiếp xúc với những tia lửa liền giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung, căn bản chẳng có tác dụng ngăn cản tí gì. Tuy tốc độ bắn ra của Tu La Thánh Hỏa không quá nhanh nhưng phạm vi quá rộng lớn, chân trước của Huyền Cốt vừa mới tới thì hỏa diễm đã tới chân sau. Và lúc này thanh quang đột nhiên lóe lên trước mặt Huyền Cốt, đồng loạt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới. Đó chính là do Hàn Lập phát hiện thấy tình hình nghịch chuyển, lập tức bỏ qua ý niệm chạy trốn, ngược lại còn chấp thời cơ, 10 ngón tay liên tục bắn ra kiếm quang, vừa lúc ngăn chặn đường thoát của lão ma. Huyền cốt vừa sợ vừa giận, trong lòng mở miệng chửi to. Nhưng lúc này hắn căn bản không thể tránh né được, chỉ có thể cắn răng đưa hai tay tới trước, tầng khí hộ thể lại xuất hiện thêm lần nữa, cố gắng xông lên. Đợi đến khi một đạo kiếm quang đến trước thân hình, hắn mới hé miệng phóng ra một đạo lục mang, chính là pháp bảo tiểu tiễn do kim lôi trúc chế thành. Lục mang sau khi phá hủy 4 năm đạo kiếm quang, cuối cùng cũng bị đánh bay sang một bên kiếm quang còn lại không chút khách khí công kích lên hai tay huyền cốt ầm um, ầm um, năm sáu âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên huyền cốt hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực thanh nguyên kiếm quang của hàn lập mặc dù không việc gì khi dùng tay trực tiếp ngăn cản nhưng vẫn có hai đạo hào quang cũng đánh trúng thân thể của hắn khiến cho thân hình lão ma rung lên vài cái không tiến mà còn lùi lại vài bước lần này huyền cốt hồn phi thiên ngoại sắc mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng vội vàng thò tay vào áo tìm cái gì đó nhưng một tia lửa nhìn rất nhu nhược đã vô thanh vô tức đã rơi xuống đầu vai của hắn. xèo một tiếng, hỏa diễm màu trắng xám bốc lên, huyền cốt không kịp kêu một tiếng thảm thiết, thân hình liền hóa thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. chương 492, Kiền Lam Châu, nhìn thấy tu la thánh hỏa lợi hại như vậy, sắc mặt của Hàn Lập biến đổi mấy lần, hít một ngụm khí lạnh. Hỏa diễm màu trắng xám sau khi đem huyền cốt hóa thành cho bụi đã ngưng tụ trở lại thành những tia lửa xinh đẹp lơ lửng trong không trung nhưng tại thời điểm này không biết là do lão ma chết đi tạo thành dị biến tất cả các tia lửa rơi xuống đồng thời toát ra một cỗ hắc khí màu xanh thẫm tiếp theo một tia điện hồ màu đen lóe lên tia lửa trong nháy mắt biến thành màu lam khôi phục hình thái kiền lam băng diễm lập tức Hàn Lập cảm thấy xung quanh trở nên căng thẳng toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí một cảm giác lạnh buốt ập đến xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện nhưng tầng băng trong suốt cả cấm chế bảo hộ hoàn toàn có bộ dáng sắp bị đóng băng toàn bộ Hàn Lập không khỏi hoảng sợ thất sắc hắn vội vàng đưa linh lực vào bạch tê bội bạch quang cực nóng xua đi hàn khí xung quanh khiến chúng không thể đến gần thế nhưng kiền lam băng diễm không có sự khống chế của huyền cốt lúc này mới chân chính phát huy uy lực trong nháy mắt thời gian cả thạch đài liền đông cứng thành một núi băng thật lớn trong đó chỉ có hàn lập đang khổ sở cầm cự khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng âm thầm kêu khổ không ngừng hiện tại hàn lập mới minh bạch lam sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của huyền cốt không biết là do tu vi lão ma không đủ hay là do chưa được luyện hóa qua nên khi công kích hắn chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ uy lực chân chính. Nếu ngay từ đầu nó đã biểu hiện sức mạnh khủng bố như thế này thì huyền cốt chẳng cần dung hợp tu la thánh hỏa gì gì đó cũng đủ để diệt hắn mấy lần. Vì vậy loại thánh hỏa kia không có khả năng chỉ có một chút uy lực như kia mới phải, khẳng định nó chỉ hiển lộ một phần nhỏ mà thôi. Hàn lập hoảng sợ suy nghĩ, đoán đúng chân tướng sự tình đến 7, 8 phần. Tuy nhiên hắn không muốn sau khi mình đã vất vả giết chết huyền cốt lại bị kiền lam băng diễm vô chủ này tiêu diệt một cách hoan uổng. Vì thế hắn cắn răng, một tay đặt tại túi linh thú đeo bên hông, trong túi đó có trên ngàn vạn con vệ kim trùng. Bây giờ hắn chỉ còn cách dựa vào năng lực thôn vệ của chúng để xem xem bản thân mình có thể mạo hiểm thoát khốn được không. Nhưng mặc kệ có thành công hay không thì nhưng con vệ kim trùng vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn này khẳng định không có cách nào ngăn cản hàn khí khủng bố của hỏa diễm và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hôm nay vì cái mạng nhỏ của chính mình, Hàn Lập cũng bất chấp. Bàn tay hắn khẽ động, đang muốn mở túi linh thú ra. Nhưng lúc này dị biến lại phát sinh thêm lần nữa. Kiền Lam băng diễm đang lơ lửng ở xung quanh đồng thời lóe lên vài cái, phát ra một trận âm thanh trong trẻo, giống như đang tiếp nhân mệnh lệnh nào đó. Chúng đồng loạt bắt đầu bay lên phía trên, ngưng kết thành một khối. Một lát sau một đoàn lam quang hình thành tại không trung mà trong đó có có một viên băng châu màu lam lơ lửng hàn khí lúc đầu trước mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, dường như chưa từng xuất hiện. Hàn lập vừa mới mở miệng của túi linh thú ra một nửa liền lập tức ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn chẳng thèm quan tâm vì sao kiền lam băng diễm lại xuất hiện loại biến hóa quỷ dị như thế, chỉ biết là hắn đã tránh được một kiếp nạn. Hiện tại băng châu từ từ rơi xuống, bay qua trước mắt của hàn lập. Hắn nhìn băng châu này, dị sắc trong mắt lóe lên, sắc mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Đột nhiên hắn khoát tay, một đạo điện hồ mảnh mai còn sót lại trong thân thể bay ra, quấn lấy băng châu nọ, ngăn cản nó tiếp tục rơi xuống. Băng châu không có dị biến nào phát sinh mà thành thành thật thật bị điện hồ kéo đi. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập trở nên trịnh trọng, không có một chút khinh thường nào cả. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, điện hồ trói buộc băng châu từ từ di động về phía hắn. Nhìn viên châu lơ lửng ở trước mặt cách khoảng một thước, sắc mặt Hàn Lập hiện ra một tia lưỡng lự. Hắn ngưng trọng vươn tay ra, một tầng sáng màu xanh bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay, sau đó mới cẩn thận nắm lấy. Tuy cách nhau bởi một lớp chân nguyên rất dày nhưng Hàn Lập vẫn cảm ứng được rất rõ sự mát lạnh nhưng tuyệt đối không phải là băng hàn, hình như sau khi ngưng tụ thành viên châu này thì hàn khí đã thu liếm lại, không lọt ra ngoài một tia nào. Vì thế Hàn Lập mới chân chính yên tâm, hắn thu hồi chân nguyên, dùng ba ngón tay giữ băng châu, đưa đến trước mặt để quan sát kỹ càng. Viên châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài ở trong có hào quang không ngừng chấp động, tựa hồ không được ổn định. Hàn lập do so dự một chút vì kiền lam băng diễm là vật quý thế gian khó tìm, thậm chí còn có khả năng là bảo vật trên cả hư thiên đình. Tuy hắn hiện tại không biết làm thế nào để lợi dụng hoặc luyện hóa băng diễm nhưng bảo hắn vứt đi thì tuyệt đối là không được. Cần phải biết Hàn Lập trước sau đã thấy qua thanh dương ma hỏa và thiên đô thi hỏa mấy loại bí thuật lợi hại của ma đạo thì trong lòng sớm đã có một tia vọng tưởng, muốn mình cũng có một loại ma diễm mạnh mẽ như thế. Còn uy lực của kiền lam băng diễm, Hắn đã được chứng kiến tận mắt tuyệt đối ở trên hai loại ma hỏa kia. Cơ hội tốt được đưa đến tận cửa, có thể khiến hắn hoàn thành tâm nguyện thì tại sao Hàn Lập lại từ chối được chứ? Cho dù mạo hiểm một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây, kim sắc điện hồ trong tay Hàn Lập phóng ra thêm lần nữa, sau đó từng đạo, từng đạo thần lôi giống như tơ bao lấy viên băng châu một tầng rồi thêm một tầng. Một lát sau một quả cầu màu vàng xuất hiện trong tay hắn, chỉ là nó thỉnh thoảng có một tia điện nhỏ ở trên mặt chớp lé không ngừng thấy tình cảnh này Hàn Lập mới chân chính an tâm trải qua quá trình tranh đấu với băng Diễm Hàn Lập cũng biết được ích tà thần lôi miễn cưỡng có khả năng khắc chế thứ hỏa Diễm này nếu băng châu nổ tung thêm lần nữa thì điện hồ tạm thời bao vây một ít giúp hắn tranh thủ chút thời gian không cần phải sợ đột nhiên bị phản phệ hiện tại ít tà thần lôi trong cơ thể hắn thực sự không còn chút gì ngay cả một tia điện hồ nhỏ cũng không thể xuất ra nhưng Hàn Lập căn bản chẳng cần để ý điều này sắc mặt hắn mang vẻ hưng phấn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông đem viên châu đặt vào trong đó rồi cẩn thận cất đi hắn bây giờ mới có thời gian bay quanh thạch đài một vòng đem huyết ngọc chi chu đã bị đại thương nguyên khí thu vào trong túi linh thú con còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa nằm yên không nhúc nhích nhưng khi hàn lập bay qua nơi huyền cốt bị tiêu diệt thì thân hình không khỏi ngừng lại sắc mặt hắn mang vẻ khác lạ khoát tay một thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn vật này trắng toát như ngọc chỉ ngắn vài tấc, Hàn Lập vừa nhìn qua đã biết nó là một khúc xương cốt. chỉ là nó lại không bị Tu La thành hỏa luyện hóa thành cho bụi mà vẫn an nhiên tồn tại, khiến hắn kinh ngạc không nhỏ. Hàn Lập nhớ lại lúc đang ở trong địa động, Huyền Cốt lão ma từ trong đoạn xương này đã lấy ra hư thiên tàn đồ. chẳng lẽ nó giống như thứ gì đó có thể chứa đựng? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện thì hắn đã không chút do dự đem nó bỏ vào túi chữ vật. hiện tại không phải là thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ mà phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hàn Lập đang muốn bay về phía cầu thang đá thì trong lúc vô ý quay đầu thấy mũi tiểu tiễn nằm yên cách đó khoảng vài trượng, dường như mất hết linh tính. Hàn Lập nhíu nhíu mày, khoát tay, một mảng thanh quang từ trong bắn ra, quấn lấy pháp bảo đó. Sau khi tùy tiện nhìn nhìn vài lần, Hàn Lập đang muốn thu vào túi chữ vật thì trong một túi linh thú đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, sau khi suy ngẫm, đột nhiên vỗ vào túi linh thú kia, một đạo hoàng quang từ trong phóng ra, sau khi xoay một vòng, một con tiểu hầu liền xuất hiện, chính là để hồn thú có khả năng vệ hồn đạm quỷ. Hàn lập hé miệng phun ra một hạt châu màu đen vào trong tay còn lại, đúng là minh hồn châu dùng để khống chế để hồn thú. Lúc trước hắn cảm thấy tình huống nguyên giao dễ dàng đem nó trao cho hắn có chút quái dị, vì thế hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa. Nhưng việc xóa đi thần thức của đối phương, trực tiếp dùng viên châu này để điều khiển đề hồn thú trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được tay nắm chặt minh hồn châu, hai mắt nhìn tròng trọc tiểu tiến màu xanh biếc kia, Hàn Lập đột nhiên hé miệng, một đoàn đan hỏa màu xanh bao vây lấy nó, từ từ tiến hành luyện hóa. Sau một lát tiểu tiến vẫn không có phản ứng gì, giống như một vật chết vậy. Hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, sau đó miệng khẽ động đã đem tiểu tiến nâng lên rồi phân phó để hồn thú. Để hồn thú lập tức khịt mũi, một mảng hoàng quang từ trong phun ra, hướng thẳng đến tiểu tiến đang lơ lửng trong không trung. Tiểu tiến nguyên bản không nhúc nhích, khi thấy hoàng quang tập kích, đột nhiên lóe lên lục quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, trực tiếp bay về phía cầu thang đá. Bộ dáng nó dường như rất sợ hoàng quang vừa rồi. chương 493, Hỏa trục chi mê, tiểu tiễn vừa mới bay xa khoảng một trượng thì bị Hàn Lập đang nhìn tròng chọc như hổ đói điểm chỉ, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh thẳng tới, khiến cho nó ngã nhào xuống, không kịp chạy trốn. Và trong khoảng thời gian trì hoãn này, hoàng quang do đề hồn thú đã cuốn lấy tiểu tiễn lập tức pháp bảo lóe lên vài cái, không ngừng tả sung hữu đột, bộ dáng như muốn phá đường trốn chạy. Nhưng hoàng quang kia dường như có hấp lực cực kỳ cường đại, dù có giấy dụa thế nào cũng vô pháp thoát khốn. Đề hồn thú nếu đã được xưng là khắc tinh của tất cả các loại quỷ hồn thì hấp hồn thần quang kia không tự nhiên không chỉ có như vậy. Tiểu tiến kia chỉ ngừng chuyển động nửa nhịp thì đã có hơn trăm đạo hoàng quang bé nhỏ bay tới, nhanh chóng bao vây lấy nó. Tiếp theo hoàng quang đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong tiểu tiến ra một đoàn lục quang. Lục quang này dưới sự dây dưa của hấp hồn thần quang, không ngừng biến hóa thành các dạng trùng ngư điểu thú, thậm chí còn biến hóa khi to khi nhỏ, muốn ngư toan thoát thân. Nhưng những sợi tơ hoàng quang màu vàng một khi đã trực tiếp bao vây lấy thì căn bản không có cách nào thoát khỏi, từng chút từng chút một kéo nó về phía để hồn thú. Lúc này lục quang hoảng loạn, sau đó huyễn hóa thành một khuôn mặt già nua, sợ hãi hướng hàn lập cầu xin. Hàn tiểu hữu người tha cho lão phu một mạng, chỉ cần như vậy tại hạ sẽ tình nguyện làm nô cung phụng tiểu hữu là chủ, bí thuật lão phu biết nhiều vô số kể tất cả đều nguyện ý giao nộp hơn nữa hàn đạo hiếu chẳng lẽ không muốn biết toàn bộ huyền âm đại pháp ư cho dù là nghịch đồ cực âm kia ta cũng chưa bao giờ đem tầm cuối cùng dạy cho hắn còn thêm huyền hồn luyện yêu đại pháp nữa đồng thời cơ nghiệp tại hạ tuy bị cực âm chiếm đoạn nhưng vẫn còn vài tòa động phủ bí mật trong đó có chứa rất nhiều bảo vật lão nô đều nguyện ý phụng hiến cho chủ nhân khuôn mặt quỷ kia càng nói càng nhanh biểu tình càng lúc càng kinh hoàng thậm chí còn tự xưng là nô phó bởi vì hắn lúc này chỉ cách cái mũi to của đề hồn thú khoảng một tấc mà thôi. Nếu thực sự bị hấp nhập vào thì yêu hồn của hắn cho dù ngoan cường chống lại cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dụ hoặc như vậy, dù Hàn Lập là người tâm trí kiên định hơn xa thường nhân cũng không khỏi động tâm, trên mặt lộ ra vài phần trù trừ. Có lẽ nhìn ra vẻ do dự của Hàn Lập nên khuôn mặt quỷ giống như túm được cành cây cứu mạng, liền nói to. Cho dù đạo hữu không muốn những thứ đó, chẳng lẽ không muốn biết nhược điểm công pháp của cực âm, không muốn giải trừ ám ký truy tung ở trên thân sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của Hàn Lập chuyển động vài lần, thần sắc cuối cùng cũng khẽ động. Hắn thở dài một tiếng, cánh tay nắm minh hồn châu nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản hoàng quang đang hút vào đột nhiên dừng lại, khiến khuôn mặt quỷ tạm thời thoát khỏi việc hấp nhập vào mũi của đề hồn thú. Sắc mặt của quỷ đầu cực kỳ vui mừng, tinh thần buông lỏng một chút. Hàn Tiểu Hữu, hành động này của ngươi tuyệt đối sáng suốt lưu lại lão phu hoàn toàn có thể. Khuôn mặt quỷ miễn cưỡng lộ suốt vẻ mỉm cười, muốn nịnh nọt hàn lập vài câu. Nhưng lúc này để hồn thú tiếp tục dùng mũi hít vào, hoàng quang nguyên bản hơi hòa hoãn bỗng nhiên chuyển động, hấp lực so với lúc đầu còn mạnh hơn ba lần, hoàn toàn đem thần thức huyền cốt đang không chút đề phòng, hấp nhập vào trong, một tia phản ứng cũng không có. Trên mặt hàn lập liền lộ ra một tia lạnh lùng, chế nhạo. Đề hồn thú dường như đã ăn no quá sức nên ngơ ngẩn vỗ vỗ lấy bụng, trên mặt xuất hiện vẻ mãn ý giống như con người vậy. Hàn lập mỉm cười, vùng minh hồn châu trong tay lên, đem nó thu vào trong túi linh thú. Thu ngươi làm nô, ta sao dám chơi với hổ, lão quỷ ngươi sống đã hơn ngàn năm, luận về tâm kế ta đều đấu không lại. Cho dù ngươi ba hoa trích trè, ta vẫn phải tiêu diệt ngươi để đỡ đi một mối nguy hiểm. Bằng không không biết khi nào ngươi sẽ âm thầm ám toán ta nữa. Hàn lập bước tới vài bước, cầm lấy tiểu tiễn màu xanh kia, lẩm bẩm nói. Đến bây giờ Hàn Lập vẫn không hiểu rõ mặt quỷ kia rút cuộc là chủ hồn của huyền cốt hay là tàn phách tách ra do lão ma thi triển một bí pháp nào đó. Quỷ tu chi đạo còn có thần thông phân ly hồn phách, Hàn Lập cũng không lấy làm kỳ quái. Tiếp theo Hàn Lập thu lấy ngũ hành hoàn đang nằm cách đó không xa nhưng hắn không lập tức rời đi ngay. Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã để tỉnh hắn, không biết cực âm tổ sư đã động tay động chân trên người hắn khi nào nữa nếu không trừ bỏ ám ký này thì chỉ sợ hắn vừa mới ra khỏi cấm chế liền bị cực âm tổ sư cảm ứng được tuy hàn lập đã dùng thần thức thăm dò qua nhiều lần vẫn không có phát hiện chỗ nào khác biệt nhưng trong lòng hắn đã có chủ ý hay ho để tìm ra ám ký bằng không hắn đã không chút hạ thủ lưu tình tiêu diệt khuôn mặt quỷ kia chỉ thấy hàn lập vỗ vào một cái túi linh thú mấy nghìn kim ngân sắc giáp trùng bay ra bám đầy thân hàn lập một lát sau phệ kim trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn ở chỗ cẳng chân của hắn hàn lập cực kỳ vui mừng thần niệm đưa ra mệnh lệnh, tiếp theo phệ kim trùng ông ông một trận, sau đó tất cả chúng ùn ùn bay trở về túi linh thú. Hàn lập không dám chậm trễ, trực tiếp bay đến chỗ cầu thang đá. Thời gian hắn lưu lại đây quá dài, thực sự khiến hắn có chút thấp tha thấp thỏm. Cự ly vài chục trượng trong nháy mắt đã tới, hàn lập hé miệng, phun ra một đạo thanh quang, dùng thanh trúc phong vân kiếm tạo ra một cái lỗ to trên vòng bảo vệ cấm chế. Hàn lập hóa thân thành một đạo cầu vòng bay ra, dựa theo tính toán của hắn, tốt nhất là đi đến một mật thất nào đó ở tầng 1 hoặc tầng 2, tiếp theo phá bỏ cấm chế ở nơi đó rồi truyền tống khỏi hư thiên điện. Về phần mật thất của mấy tầng khác, đối với hắn mà nói thực sự quá nguy hiểm. Vì thế Hàn Lập dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của mình, không nói không năng quay lại đường cũ. Lúc này tất cả các cơ quan, cấm chế đều đã bị phá sạch, Hàn Lập ngoại trừ việc cẩn thận né tránh mấy lão quái vật kia thì chẳng còn điều gì cố kỵ cả nên to gan lớn mật phi hành. Trên đường đi một mặt hắn phóng thần thức để cảnh giác, một mặt lấy quyển trục cũ kỹ kia ra, cuối cùng cũng có thời gian để liếc mắt một chút. Di Hàn Lập chỉ nhìn qua vài lần liền không khỏi kinh ngạc kêu lên, nguyên bản tốc độ thanh quang đang bay về phía trước bỗng nhiên chậm lại. Quyển trục này vừa nhìn thì chẳng thấy gì đặc biệt, sau khi mở ra không những không toát ra linh lực mà nội dung bên trong còn cực kỳ đơn giản, vẽ ngoằn nghèo mấy đường thô sơ. Nhưng sau khi Hàn Lập xem qua vài lần liền hiểu được nội dung quyển trục đó chính là sơ đồ kiến trúc phần nội điện 5 tầng của hư thiên điện. Cái khác thì không nói, nhưng thạch đài và vài nét bút vẽ cái đỉnh nhỏ có hai tai, ba chân tuyệt đối chính là tiêu ký ám chỉ hư thiên đỉnh. Còn phía trước thạch đài là cái hình vẽ đan xen nhau khẳng định chính là mật thật, thông đạo. Tuy nhiên điều khiến Hàn Lập kinh ngạc chính là trong tấm bản đồ này các hình vẽ khác đều dùng bút màu đen, duy nhất có một lộ tuyến sử dụng bút màu đỏ. Điểm cuối của lộ tuyến này là một bức tường cao ở phía biên của nội điện, ở phía sau đó có tiêu ký giống như vẽ một tòa truyền tống trận vậy. Hàn lập thấy thế mới phi hành chậm lại, theo kế hoạch ban đầu của hắn, nếu muốn trực tiếp đi từ tầng 5 đến tầng 2 thì xác suất gặp mấy lão quái vật là rất lớn. Nhưng nếu bản đồ này là thật thì chẳng phải hắn có thể lợi dụng truyền tống trận để truyền tống đi nơi khác sao. Cho dù không trực tiếp truyền tống đi ra ngoài hư thiên điện, nhưng trung quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng ở tầng 5 nội điện này càng khiến cho Hàn Lập động tâm chính là vị trí của hắn hiện giờ nếu dựa theo tiêu ký trên bản đồ thì sau khi đi tới chỗ giao nhau tiếp theo chỉ cần quẹo qua là đã đạp chân lên lộ tuyến màu đỏ kia. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là lộ tuyến này có xuất hiện cấm chế hay cơ quan khôi lỗi mà hắn không thể ứng phó được hay không. Về phần bản đồ thật hay giả thì hắn chẳng quan tâm. Chẳng ai ăn no dỗi hơi đi giấu bản đồ trong tảng đá kia để lừa người cả. Huống hồ niên đại của nó quá lâu, nét vẽ vẫn bao hàm đầy vẻ nguyên sơ, vừa nhìn đã biết cùng thời kỳ với hư thiên đình, chắc chắn sẽ không có ai vô công rồi nghề thực hiện trò vui này hết. Đang lúc Hàn Lập do so dự thì người đã đến chỗ giao nhau tiếp theo. Hắn không khỏi nhìn trái nhìn phải, có chút không quyết đoán. Đành vậy, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm là quay trở lại đường cũ. Dựa theo tiêu ký trên quyển trục thì lộ tuyến này cũng chẳng dài. Sự nguy hiểm so với kế hoạch dự tính ban đầu ít hơn rất nhiều, huống hồ hắn cũng không tin địa đồ nhìn giống như sinh lộ để thoát thân sẽ vẽ một con đường quá nguy hiểm cho người cầm nó. Nghĩ đến đây Hàn Lập liền không chút chần chừ hai tay dương lên. Mấy đạo bạch quang bắn ra, sau đó trước mặt liền xuất hiện mấy còn cự viên khôi lỗi. Chúng dưới sự điều khiển của Hàn Lập lập tức quẹo qua một cái thông đạo khác, còn Hàn Lập thì mang theo vẻ mặt thận trọng đi sát theo sau. chương 494, Diễm Nữ và Linh Tuyền Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập sau khi dẫm chân theo lộ tuyến vẽ bằng mực đỏ trên bản đồ, rẽ trái quẹo phải vài ba lần, bất luận là cấm chế hay khôi lỗi hắn cũng chẳng gặp qua, rất dễ dàng đi đến trước bức tường cao kia. Nhìn nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia, Hàn lập lại mở quyển trục cũ kỹ ra thêm lần nữa, cúi đầu đối chiếu phân biệt một phen. Không sai, đích xác là chỗ này. Sau một lúc Hàn lập lầm bà lầm bẩm nói, hắn khoát tay, nam đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong bức tường vài thước. Thấy cảnh này Hàn Lập cực kỳ vui mừng, không có cấm chế trên tường, quả nhiên bên trong còn có ẩn ý khác. Tiếp theo năm ngón tay hắn di chuyển, năm đạo kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng vẽ theo hình nửa vòng tròn. Tay kia khẽ đẩy tới, trên bức tường đá đã xuất hiện một cái lỗ thùng to, bên trong là một màu tối đen. Kiếm quang đột nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu màu trắng lơ lửng, từ từ bay vào phía sau bức tường. Hàn Lập không chút chậm chạp, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi vào trong. Đây là một gian mật thất không lớn, cao không quá hai trượng, dài rộng chỉ khoảng 6, 7 trượng, trên mặt đất phủ kín một lớp bụi bặm rất dày. Thế nhưng ở giữa căn phòng lại có một tòa truyền tống trận cực kỳ đơn giản. Pháp trận được bố trí xiên xiên sẹo sẹo, trên có khắc các loại phù văn thô sơ, dường như do một người không biết trận pháp bắt trước dựa theo hình vẽ. Hàn lập nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nó không thể dùng hay là đã bị hư hỏng từ lâu rồi. Hắn đi tới vài bước, lợi dụng kiến thức về trận pháp của mình để kiểm tra một chút truyền tống trận này. Sau một hồi lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nó cực kỳ thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cái truyền tống trận với khoảng cách xa. Phỏng chừng sau khi tiến nhập cũng không bị đưa đẩy đến một nơi xa lạ nào đó cách 10 vạn tám ngàn dặm. Hàn lập lấy ra vài khối linh thạch nhanh chóng đặt vào bốn phía của truyền tống trận. Một hồi âm thanh ông ông vang lên, pháp trận xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. nhạt thấy cảnh tượng đó Hàn Lập liền mỉm cười. Tuy nhiên hắn không lập tức truyền tống đi mà quay đầu nhìn cái lỗ thủng do mình tạo ra, ra vẻ đăm chiêu, ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau đó hắn đi qua, một vài loại tiểu pháp thuật phục hồi được thi triển ra liên tiếp, đống đá vỡ lập tức chám vào lỗ thủng làm cho bức tường trở lại hình hài như cũ. Lúc này hắn mới phủi phủi tay, bước lên truyền tống trận rồi biến mất vô ảnh vô tung khi bạch quang lóe lên. Một lát sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại trong một mảng vũ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và ấm ấm, ngoài ra còn có một làn hương thoang thoảng truyền đến. Hàn Lập vẫn đứng trong tòa pháp trận cũ kỹ, ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng liền há ra thật to, sau nửa ngày vẫn không khép lại được. Ở địa phương cách đó khoảng một trượng có một hồ nước màu trắng sữa, rộng khoảng vài chục trượng, vũ khí và làn hương kia chính là từ nơi đó tỏa ra. Nhưng khiến hắn kinh ngạc không phải là điều đó mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đang xích lõa nửa người đang đối mặt với hắn. Những đường cong đầy đặn, cực kỳ mê hồn, da thịt trắng nõn như ngọc cùng với mái tóc rối đen nhánh xóa đến tận thắt lưng, không cần nói cũng biết rõ đó là một vị mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Diễm mộ loại này khiến môi miệng Hàn Lập không khỏi khô khốc, nuốt nước bọt mơ màng, nhưng khi đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang mang vẻ khó tin thì Hàn Lập lại ngẩn ra, lộ suốt một tia cười khổ. Nguyên cô nương, thật khéo quá, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này nhưng hình như thời điểm mà tại hạ xuất hiện không được thích hợp cho lắm. Sắc mặt Hàn Lập hơi khác thường, không chút khách khí quét qua thân thể của nữ tử, trong lời nói chẳng có chút thành ý nào cả. Nữ tử trẻ tuổi đang ở trong hồ nước chính là mỹ nhân Nguyên Giao người sau khi tiến vào nội điện liền biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên Giao lúc này sớm đã bị kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Hàn Lập, hiện tại nghe hắn nói như vậy liền lập tức tỉnh ngộ, vẻ mặt hoàn toàn ửng đỏ. Nàng vội dùng hai tay che lấy đôi ngọc nhũ cao vút trước ngực, lộ vẻ xấu hổ lẫn buồn bực khẽ quát. Người tại sao lại ở chỗ này? Cái tòa truyền tống trận kia chẳng phải đã bị hư hỏng, không dùng được rồi sao? Ngươi, ngươi mau quay mặt đi." Bộ dáng nguyên giao đan sen vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ. Nghe Vây Hàn Lập liền mỉm cười, không trả lời nàng ta mà thờ ơ đi ra khỏi phạm vi của tòa truyền tống trận, khẽ lướt qua tình cảnh xung quanh. Nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng 3, 4 chục trượng, hai bên có một hai cái cửa đá bình thường. Mà đối diện với Hàn Lập, ở một nơi trên bờ hồ phía bên kia là đống quần áo màu đen và vài ba cái túi chứa vật trên tường đá phía sau vài trượng có một phù điêu hình đầu rồng do bạch ngọc chế thành, ở phía dưới lõm xuống, có đặt một cái bình ngọc cổ dài, giống như đang hứng lấy cái gì đó. Nguyên Giao vừa thấy ánh mắt của Hàn Lập rơi vào cái bình màu xanh liền quên mất sự xấu hổ, đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên Hàn Lập lại làm như không nhìn thấy gì, ánh mắt lập tức rời đi, sau đó hắn đi lên trước vài bước đến bên cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng sữa. Nguyên Giao lúc này mới âm thầm thở phào, vẻ mặt diễm lệ khôi phục lại bình thường, nhưng dị quang trong ánh mắt lóe lên dường như đang suy xét điều gì đó hàn lập lúc này cũng đang ngẫm nghĩ đột nhiên hắn vươn tay khẽ đưa về phía hồ nước một ít chất lỏng màu trắng sữa bị hắn dễ dàng bắt lấy đưa đến trước mắt xem xét nước này tỏa ra hương thơm đặc biệt tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần nhưng sau một thời gian thì chúng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường hóa thành nước như bình thường sắc mặt hàn lập có chút rung động linh nhãn chi tuyền thật không tưởng được chủ nhân của hư thiên điện có thể chuyển rời dòng linh tuyền to như vậy đến đây. Nguyên cô nương lần này mạo hiểm tiến nhập vào nội điện, chẳng lẽ là vì nó. Hàn lập nhẹ nhàng ném đi những giọt nước trong tay, ung dung hướng về phía đại mỹ nữ đang ở trong hồ nước nói. Hừ, bộ dáng hàn đạo Hữu nói chuyện với một nữ tử như thế sao? Chẳng lẽ đạo Hữu nhìn còn chưa đủ, vẫn muốn tiểu nữ phô bày thêm nữa? Nguyên giao lúc này đã khôi phục lại vẻ chấn định, nhưng khi thấy Hàn Lập vẫn không chút khách khí, liếc nhìn bờ vai hở ra kia thì không nhịn được trầm người xuống, có chút tức giận hỏi lại. Tuy nhiên vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng khi bực tức lại lộ suốt bộ dáng cực kỳ phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ, tóc rối vai trần khiến cho bức tranh tràn đầy vẻ dụ hoặc vô tận. Thực sự là một vưu vật trời sinh a. À. Hàn Lập ngưng thần nhìn vẻ đẹp của Nguyên Giao, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Tuy hắn luôn luôn giữ vững tâm hồn trong sáng, cố gắng hết sức khắc chế dục vọng nhưng dù sao cũng là một nam nhân bình thường mỹ cảnh này xuất hiện trước mắt, tuy không đến nỗi hành động quá lố nhưng việc mãn nhãn, trêu ghẹo vài câu thì hắn cũng không cho là quá đáng. Vì thế Hàn Lập liền đặt mông ngồi cạnh hồ nước, cởi giày ra, nghênh nghênh ngang ngang bỏ hai chân xuống nước, chậm rãi nói. Nguyên cô nương nếu muốn mặc y phục, vậy xin cứ tự nhiên, tại hạ sẽ không ngăn trở tẹo nào. Tuy nhiên có cơ hội thấy được đại mỹ nữ như thế này, tại hạ cũng không làm ra vẻ chính nhân quân tử mà phải thưởng thức một phen. Nói xong lời này, hai tay hắn khẽ chống cằm, cười hì hì nhìn chằm chằm không tha nữ tử xinh đẹp với sắc mặt đang ửng hồng. Ngươi, nguyên giao mặt đỏ như gấc, muốn nói cái gì đó. Nhưng tiếp theo đôi mắt đen lấy long lanh khẽ động, lập tức hồi phục vẻ bình thường, đồng thời cười tươi nói. Hi hi, ta còn tưởng đạo hiếu giống như là cây gỗ nữa chứ, không biết thương hương tiếc ngọc, không ngờ Hàn Huynh vẫn còn phong tình. Nguyên giao chịu đại ân của đạo hiếu, cho dù để cho Hàn Huynh nhìn thấy thân thể thì cũng chẳng sao cả. Người tu tiên như chúng ta đâu có xem trọng vẻ bề ngoài, vậy nguyên giao xin phép mặc y phục. Nói xong lời này, dường như nàng đang khiêu khích, cánh tay ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình, mỉm cười cực kỳ kiều mị với Hàn Lập, trong nháy mắt khuôn mặt sáng rực lên, đẹp tựa như hoa. Hàn Lập sướng sờ, dường như cũng bị mê mẩn bởi vẻ phong tình của vị đại mỹ nữ này. Trong sát na hai tay của Nguyên Giao khẽ kích lên mặt hồ, một bức tường nước màu trắng sữa xuất hiện giữa hai người, thoáng cái đã cắt đứt ánh mắt không chút nào tránh né của Hàn Lập nhân cơ hội này nàng liền bay ra khỏi hồ nước, giống như tiên tử trên trời hạ xuống chỗ để y phục và túi chữ vật, tiếp theo một luồng hắc khí xuất hiện quanh thân, cuốn lấy tất cả rồi nhanh chóng che giấu thân thể tuyệt đẹp kia. Đợi đến khi hắc khí tan hết thì thân ảnh duyên dáng lại một lần nữa xuất hiện, nguyên giao lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, thân sắc ung dung bay xuống đất, còn cái bình màu xanh dưới chỗ phủ điêu hình đầu rồng kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Chương 495, Linh nhũ và dưỡng hồn mộc. Bức tường nước đã hạ xuống, Hàn Lập nhìn Nguyên Giao, ánh mắt hồi phục lại vẻ lạnh lùng. Xem ra tại Hạ không có diễm phúc đó, thật sự có chút đáng tiếc. Hàn Lập lẩm bẩm nói. Nguyên Giao nghe xong câu này, mặt mày đỏ lên nhưng liền cười duyên vài tiếng, hé đôi môi anh đào nói. Hàn huynh không phải là cùng cao nhân đi tầng năm sao? Như thế nào lai xuất hiện tại chỗ của tiểu nữ vậy? Nói xong, nàng đưa cánh tay ngọc ngà ra, yêu nhã khẽ vuốt mái tóc dài đang ướt. Một trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt nó đã được sấy khô vài sợi tóc đen mềm mại vấn vương trên đôi má xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng như tuyết, càng tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng lên ba phần. Trong mắt Hàn Lập xuất hiện một tia thưởng thức, nữ tử này luận về dung mạo, tuyệt đối đứng thứ nhất thứ nhì trong số các mỹ nhân mà hắn đã gặp, từng động tác nhấc tay đi đừng đều tuyệt đẹp, khiến nam nhân điên đảo thần hồn. Do tại hạ đụng phải cấm chế nên bị truyền tống tới đây. Hàn Mỗ cũng đang muốn thỉnh giáo nguyên cô nương xem nơi này rút cuộc là chỗ nào. Hàn lập sau khi nhìn nhìn mấy lần gương mặt xinh đẹp Việt Trần của đối phương, thần sắc bình thường nói, đụng phải cấm chế, ánh mắt Nguyên Giao khẽ động, lộ xuất thần tình cười như không cười, căn bản không tin lời Hàn lập. Nhưng Hàn lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha ha rồi nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng không nói. Trên mặt của Nguyên Giao xuất hiện một tia ửng hồng. Đối với bộ dạng dây dưa không tha của Hàn lập, nàng có chút đau đầu. Luận về động thủ, bản thân nàng đã được kiến thức qua sự khủng bố của đàn linh trùng mà mỹ thuật chiêu thức mà mình am hiểu nhất lại chẳng có điểm tác dụng nào đối với người này. Nàng nhíu đôi mày phượng, có chút bất đắc dĩ nói. Đây là mật thật ở tầng thứ hai của nội điện, nếu biết ngươi sẽ từ trong truyền tống trận kia xuất hiện thì ta sớm đã phá hỏng nó rồi. Nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nói xong lời này, Nguyên Giao có chút không cam tâm, Trừng mắt nhìn Hàn Lập, xem ra có chút tức giận vì việc hắn đã thấy một phần thân thể của nàng. Hàn Lập nghe xong, lại làm như không biết, trên mặt chẳng chút thay đổi, ngược lại còn làm bộ lười biếng, duỗi duỗi lưng, rút chân lại và mặc giày vào. Chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp hắn khôi phục một bộ phận pháp lực, tuy vẫn còn muốn để thêm một lúc nữa nhưng việc tìm đường sớm thoát khỏi hư thiên điện quan trọng hơn. Vì thế Hàn Lập không chú ý gì tới vị nguyên đại mỹ nữ nữa, mà ngẩng đầu đi đến phía nam của thạch ốc. Đứng tại đó nhìn qua mấy lượt, đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng hỗn độn bừa bãi. Bên ngoài là một gian thạch ốc lớn hơn một chút, ở trong có một kiện khôi lôi bị phá hủy, gần đó lồi lõm mất mô, hiển nhiên nguyên giao đã phải trải qua một trận khổ chiến mới vào được. Đối diện thạch ốc này có một cái thạch môn, trên bề mặt lấp lánh hào quang bạch sắc cực kỳ quen thuộc. Đó chính là bộ dạng cấm chế của các mật thất từ tầng 1 đến tầng 5. Hàn lập do dự một chút, sau đó đi qua xem xét một hồi, lấy ra tấm hư thiên tàn đồ kia, đưa linh lực vào rồi dán lên thạch môn. Kết quả là bạch quang lóe lên một trận, thạch môn vẫn không có phản ứng gì. Hàn lập thở dài một hơi, quả nhiên nếu ai đó tiến vào mà muốn đi ra lại bằng tấm tàn đồ này thì căn bản không có khả năng. Và hắn cũng không cho rằng mình có bản lĩnh phá được cấm chế, vì thế hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người trở về, hướng phía bắc đi đến. Người làm gì vậy, bên trong có một loại trận pháp lợi hại, không phải ai cũng có thể phá được, chẳng lẽ người muốn phá để tìm bảo vật. Ánh mắt nguyên giao dán theo từng bước chuyển động của Hàn Lập, sau khi chớp chớp mắt, bỗng nhiên hé miệng lạnh lùng hỏi ta muốn ly khai hư thiên điện, nguyên đạo hữu chẳng lẽ có kiến nghị nào tốt hơn sao? Hàn lập đã đi đến lối ra phía bắc, không quay đầu lại hỏi. Không có, tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ nhìn thấy trước, chẳng lẽ hàn đạo hữu muốn tranh giành với nguyên giao sao? Đôi mắt trong veo của vị đại mỹ nữ chấp vài lần, sắc mặt lộ ra một chút khác biệt. Tìm bảo vật, thời gian nguyên đạo hữu đợi ở nơi đây không ngắn, nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong thì dường như đã sớm đắc thủ rồi. Hàn Lập đứng ở lối ra nhìn nhìn hào quang lấp lánh, không khách khí nói. Ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng hiểu được một chút, nếu cho thêm thời gian năm, ba ngày nữa nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế. Sắc mặt của Nguyên Giao trước tiên đỏ lên, sau đó trầm xuống nói, lộ suốt bộ dáng không nhân nhượng. Nghe xong lời này, Hàn Lập có chút kinh ngạc xoay người lại, nhíu nhíu mày, nhìn nữ tử này không nói gì. Trong lòng Nguyên Giao thấp thỏm bất an, một lúc sau nàng cuối cùng cũng nhịn không được nhượng bộ nói. Được rồi, ta thừa nhân nếu một mình phá trận thì trước thời điểm trở về chắc cũng không có thu hoạch gì, nếu hàn đạo hữu hiện tại muốn phá trận thì tiểu nữ có thể hợp tác một lần. Chắc chắn sẽ giảm bớt không ít thời gian, hàn lập nghe xong, lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không chút biến hóa, tiếp tục nghe nàng nói. Hắn rất rõ ràng vị đại mỹ nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong. Tuy nhiên trước khi phá trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyên giao nhìn chầm chầm hàn lập chậm rãi đưa ra đề nghị. Giao dịch gì? tại hạ có thể nghe qua một chút được chứ? Hàn lập khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Chỉ cần Hàn huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong, tiểu nữ nguyện ý bồi thường cái khác. Bồi thường, thân sắc Hàn lập thản nhiên, không có chút thay đổi nào. Thấy bộ dáng hắn như vậy, nguyên giao lộ xuất vẻ trù trừ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát liền đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết. Tiểu nữ nguyện ý tặng cho đạo hữu vạn niên linh nhũ, không biết ý Hàn huynh như thế nào. Thần tình nguyên giao ngưng trọng nói vạn niên linh nhũ, chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt mà dù có trăm vạn linh thạch cũng không mua được sao. Thần sắc hàn lập khẽ biến, có chút rung động hỏi lại. Không sai, đúng là loại linh dịch đó. Tiểu nữ tin tưởng nhân cách của Hàn Huynh mới mạo hiểm nói ra. Hàn Huynh sẽ không làm cái việc sát nhân đoạt bảo chứ. Ánh mắt của Nguyên Giao lưu động, đôi mắt trong veo nhìn chầm chầm Hàn Lập chậm rãi nói. Thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỷ vụ và dung nham lộ cùng Hàn Lập, vị đại mỹ nữ này tuy biết Hàn Lập chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải là người bụng dạ nham hiểm, lạnh lẽo tuyệt tình cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch trên. Đương nhiên nếu trên người của nàng còn có vài bảo vật khiến Hàn Lập động tâm thì nói cái gì đi nữa nàng cũng không đem bảo vật vạn niên linh nhũ ra. Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Giao lúc này cũng lơ đãng đặt cánh tay ngọc ngà vào túi chữ vật. Tuy biết không phải là đối thủ của Hàn Lập nhưng nàng vẫn có một hai kiện bảo vật liều mạng uy lực cực lớn, đủ để đề phòng việc Hàn Lập sinh ra ý nghĩ độc ác. Đây cũng chính là một thứ ỷ trượng giúp nàng dám nói ra điều kiện giao dịch. Hàn Lập sờ sờ mũi, lặng yên không nói gì, ngược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phù điêu hình đầu rồng, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Thấy cảnh này, khuôn mặt nguyên giao xuất hiện vẻ mỉm cười. Xem ra Hàn Huynh đã đoán ra, vạn niên linh nhũ của tiểu nữ đích xác là do linh tuyển tích lũy trong hàng vạn năm mới sản sinh được một nửa bình. Vì vậy đạo hữu chắc chắn biết tiểu nữ cũng không dối gạt thanh âm của nguyên giao đột nhiên trở nên ôn nhu. Không sai, với một cái linh tuyển to lớn như ở đây, cộng thêm việc thiết kế quá xảo diệu, đồng thời cũng chẳng có ai lai like vãng đích xác có thể sinh ra một ít linh nhũ. Hàn lập cực kỳ bình tĩnh, gật gật đầu nói, vậy ý tứ của đạo hữu như thế nào? Sắc mặt nguyên giao sáng lên hỏi, nguyên cô nương có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được không? Đạo hữu nếu có thể đưa ra cái giá lớn như vậy thì chắc chắn thứ đó phải rất chân quý mới đúng. Hàn lập nhìn tròng chọc nguyên giao, không nhanh không chậm hỏi trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh nguyên giao vừa thấy thần sắc này của hắn không biết tại sao cảm giác sau lưng ớn lạnh một trận bắt đầu kinh hoàng hàn huynh nói đùa rồi đây là lần đầu tiên tiểu nữ đến nơi này làm sao biết bên trong có ẩn tàng bảo vật gì hàn huynh quá đa tâm rồi được được rồi tiểu nữ sẽ nói thẳng tiểu nữ biết bên trong có gì tuy giá trị của nó không thấp hơn vạn niên linh nhũ nhưng đối với tiểu nữ mà nói thì trọng yếu hơn cho nên nguyên giao mới tình nguyện lấy linh dịch ra đổi ở trong là một đoạn dưỡng hồn mộc chưa được sử dụng ban đầu nguyên giao muốn cười trừ bỏ qua vấn đề nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong mắt hàn lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng không biết vì sao nàng vừa nghĩ đến việc hàn lập trở mặt là có cảm giác cực kỳ sợ sệt một trong ba loại thần mộc có thể đeo trên người để bồi dưỡng hồn phách nguyên thân từ từ tăng cường thần thức hàn lập ngẩn ra sau nửa ngày mới kinh ngạc nói Đúng là nó, tuy nhiên không phải tiểu nữ nhìn chúng công dụng kỳ diệu kia mà loại thần mộc này có thể cho ký gửi hồn phách, bảo vệ thần trí không tiêu tán. Nguyên giao tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đó, thân sắc ảm đạm thấp giọng nói. Dưỡng hồn mộc, vạn niên linh nhũ, hàn lập ngẩng đầu nhìn trần của căn phòng, trong miệng lẩm nhẩm nói. chương 496, chân giả nan biện, thảo nào ở nơi này lại có linh tuyền, té ra là để bồi dưỡng dưỡng hồn mộc. Vạn niên linh nhũ tại hạ rất muốn, nhưng đối với dưỡng hồn mục tại hạ đồng dạng cũng rất hiếu kỳ. Hàn lập nhìn nguyên giao, chậm rãi nói, lời vừa thoát ra, sắc mặt nguyên giao bỗng trở nên băng hàn. Yên tâm, trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm như vậy, nó chắc chắn không bé, tại hạ chỉ lấy một cái dễ rất nhỏ mà thôi, sẽ không tranh giành phần thân cây quan trọng với nguyên cô nương. Hàn lập thấy thần tình của vị đại mỹ nhân thay đổi, liền mỉm cười nói thêm. Chỉ cần dễ thôi, nguyên giao ngẩn ra, sau đó sắc mặt đã hòa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ suốt một tia nghi hoặc. Đương nhiên để bồi thường, vạn niên linh nhũ mà nguyên cô nương vừa đáp ứng, tại hạ cũng phải lấy. Hàn lập nghiêm nghị giải thích rõ, hi hi, hàn đạo hữu mưu tính thật chu toàn, chỉ cần chút dễ của dưỡng hồn mộc cũng đủ khiến nhiều tông môn nguyện ý ra giá cao để mua lại nhưng điều kiện này bản cô nương đáp ứng. Sóng mắt của nguyên giao lưu chuyển, tựa hồ đoán được tâm tử của hàn lập, chợt mỉm cười duyên dáng như hoa đua nở. Tuy nhiên vì thế mà nàng dường như yên tâm hơn hàn lập cũng nhàn nhạt cười không có ý tứ muốn giải thích rõ tốt rồi chúng ta phá trận đi ta trước hết sẽ giảng giải một chút tâm đắc phá trận cho đạo hữu nguyên giao cười hì hì noi xem ra trong lòng còn khẩn trương hơn cả hàn lập không cần vội dòng linh quyền này cô nương không muốn thu giữ lấy sao hàn lập chỉ hồ nước cười mà không cười hỏi hàn huynh nói đùa rồi linh quyền này sớm đã bị chủ nhân hư thiên điện dùng cấm chế cao cấp gắn kết thành một thể với nội điện tiểu nữ nếu có thần thông lớn như vậy thì sớm đã đi thu lấy hư thiên đình, hà tất phải chôn chân ở chỗ này. Nguyên giao chu miệng nói, nghe xong lời này, hàn lập lộ ra một tia thất vọng, nhưng sau khi suy ngẫm thì đột nhiên cười khổ. Hắn hình như đã quá tham lam rồi, vừa thấy bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng. Đây là dấu hiệu không tốt, hắn thực không muốn sau này có kết quả chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Nghĩ tới đây, Hàn Lập âm thầm tự cảnh tỉnh mình một lát, rồi không đề cập đến nó nữa mà trầm giọng nói nguyên đạo hữu trước hết đem linh nhũ giao cho tại hạ rồi mới giảng giải trận pháp với sự hợp lực của chúng ta không cần hai ba ngày chắc chắn sẽ phá được cấm chế nguyên giao nghe xong đề nghị của hàn lập liền nhìn hắn mỉm cười duyên dáng lập tức toát ra vẻ đẹp mê hồn hai ngày sau ở trên mặt biển bên ngoài hư thiên điện khoảng vài chục dặm có một trận bạch quang lóe lên tiếp theo một đôi nam nữ dưới sự bao bọc của hào quang đột nhiên xuất hiện nam tử tướng mạo bình thường ngoại trừ cặp mắt trong suốt ra thì chẳng có điều gì hơn người nữ tử thân hình cao giáo, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng lưu chuyển, ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn. Hai người này vừa xuất hiện trên mặt biển đều cực kỳ cảnh giác, quan sát xung quanh một lượt, khi thấy không có tu sĩ khác mới thở phào một hơi. Bọn họ chính là Hàn Lập và Nguyên Giao sau khi phá trận trong mật thất liền bị truyền tống ra ngoài. Xem ra những người khác vẫn còn bị vây khốn ở trong hư thiên điện, không đến lúc thì không thể ra được. Nguyên Giao nhìn về phía nào đó, dị quang trong mắt lóe lên nói những lão quái nguyên anh kỳ có giống như chúng ta là sau khi lấy bảo vật sẽ bị truyền tống đi ra không? Hàn lập không có lời là cảnh giác, nhíu mày nói. Đạo hữu cứ yên tâm, sau khi lấy bị truyền tống ra chỗ nào là ngẫu nhiên, có khả năng ở tại phụ cận của hư thiên điện, có khả năng ở nơi cách xa nó vài trăm dặm. Không ai có khả năng đồng thời dám thị phạm vi rộng lớn như thế đâu. Nguyên giao lơ đáng khẽ vuốt mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng nói. Điều này quá tốt, Hàn lập an tâm hơn, gật gật đầu. Sao thế, chẳng lẽ Hàn Huynh đắc tội với mấy lão quái vật kia? Nếu đúng như vậy thì đạo hữu phải cẩn thận một chút mới được. Sóng mắt của Nguyên Giao lưu chuyển, giọng điệu mang theo một tia dò hỏi. Điều đó không cần Nguyên đạo hữu bận tâm, tại hạ còn có việc trong người, phải đi trước một bước. Thân sắc Hàn Lập thản nhiên, ôm quyền hướng Nguyên Giao, rồi không đợi nàng nói điều gì, hắn đã không chút do dự hóa thành một đạo cầu vòng phi hành rời đi, không có một chút ý tứ lưu luyến. Nguyên Giao nhìn đạo hào quang đang bay xa dần, thần sắc lộ ra một tia cổ quái. Sau nửa ngày nàng mới lắc lắc đầu, sau đó một trận hắc quang lóe lên, lấy ra một cái cây quái dị, dài khoảng một thước. Bên ngoài của nó thô ráp, đen xì, lồi lồi lõm lõm, cực kỳ xấu xí. Nhưng Nguyên Giao nhìn nó, trên mặt lại lộ ra một tia cảm thương. Nghiên tỉ tỉ, tỉ tạm thời phải nhẫn nại một chút, ta sẽ tìm người dùng nó luyện chế thành tàng hồn hộp để tỉ hoàn toàn thoát khỏi khổ sợ của thuật luyện hồn. Âm thanh của nàng cực kỳ thấp, sau khi nói xong liền không chút trần chờ phủ hắc bào lên thân, che giấu vẻ đẹp mê hồn kia lại. Tiếp theo nguyên giao hóa thành một đoàn hắc khí, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Trong nháy mắt phía trên mặt biển ở nơi này lại trở nên yên tĩnh. Cùng lúc đó trên thạch đài tầng 5 trong nội điện của hư thiên điện có mấy người đang đứng, sắc mặt âm trầm. Thần tình mỗi người đều cực kỳ khó coi, đó chính là đám tu sĩ chính, mà lưỡng đạo nguyên anh kỳ, Man hồ tử cũng có trong nhóm này. Không biết là đã đạt thành hiệp nghị gì mà tất cả đều không còn đánh nhau loạn xạ nữa. Chúng ta đã liên thủ tìm kiếm qua tất cả ngóc ngách nội điện từ tầng 3 đến tầng 5 rồi nhưng ngoại trừ mấy tầng cấm chế và khôi lỗi đã bị phá hủy ra thì chẳng thấy ai cả. Cực âm, trong ba người mất tích có hai người quan hệ rất lớn đến ngươi. Phải chăng ngươi đã chỉ thị bọn chúng lấy bảo vật rồi trốn chạy? Vạn Thiên minh mặt mày phát xanh nói, hư, Vạn môn chủ, lời này không biết ngươi đã hỏi bao nhiêu lần rồi?" Tại hạ đã sớm nói qua là ái tôn của mình gặp phải điều bất chắc, đây chính là bí thuật do tại hạ tự mình thăm dò, tuyệt đối không thể sai, nếu không phải thiên cương cháo ngăn cản thần thức thì tại thời điểm tiểu tôn chết đi, bản tổ sư đã biết và cũng sẽ không để hai tên tiểu tử kia thừa cơ hội ôm bảo vật chạy trốn rồi. Cực âm tổ sư mặt mày nhăn nhó nói, nói đi cũng phải nói lại, tại hạ cảm thấy man huynh là khả nghi nhất, vì sao ngay trong khoảng thời gian man huynh thu hút sự chú ý của mọi người thì hư thiên đỉnh bị người cướp mất, ngoài ra man huynh còn không đem lai lịch vị hậu bối kia nói rõ ràng, chẳng lẽ huynh đã cấu kết với tiểu tử đó từ trước. Cực âm tổ sư liền chuyển giọng, nhìn chằm chằm man hồ tử, âm trầm nói. Nực cười, man mỗ phải giải thích gì với ngươi, cho dù hư thiên đỉnh bị cướp đi thực sự có quan hệ với tên tiểu tử kia thì liên quan gì đến ta. Ta lúc đó đang bị chư vị truy đuổi, bỏ chạy chối chết, trung quy cũng chẳng có gì trong tay. Ngược lại tên tiểu tử ngươi gọi là ô sử kia không biết là thật hay giả nói không chừng trong lòng ngươi đang vui mừng cũng có. Hai mắt man hồ tử trừng lên, không chút khách khí phản pháo. Ngươi, cực âm tổ sư nghe xong, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Ái tôn đã gặp phải bất chắc, trên người còn cóng theo nỗi oan ức to lớn nữa, nói thế nào cực âm tổ sư cũng không thể tiếp nhận được. Nhất thời sắc mặt hắn hiện lên vẻ tức giận, muốn mở miệng tiếp tục tranh luận. Nhưng nho sinh lão giả bên cạnh lập tức đứng ra khuyên giải. Man huynh cùng ô huynh không cần phải tranh chấp nữa, Ai trong ba người bọn họ lấy đi bảo vật thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Điều đó chỉ là thứ yếu, hiện tại quan trọng nhất là dù cho bọn họ sống hay chết cũng cần tìm ra chúng. Chúng ta truy đuổi theo Man huynh đến chỗ ra vào của tầng 3, động tác của chúng dù có nhanh đi nữa cũng không có khả năng thoát khỏi từ tầng 3 đến tầng 5 mà hiện giờ chúng ta cũng đã bố trí mấy cái pháp trận, nếu chúng muốn thừa cơ hội đào tẩu thì không có khả năng, về phần từ trong mật thất truyền tống ra ngoài thì càng không thể nào. Cần phải biết rằng tu vi bọn chúng chỉ là kết đan sơ kỳ, cho dù ba người liên thủ cũng không thể phá vỡ cấm chế mật thất từ tầng 3 trở lên, trừ phi đầu óc bọn chúng mê muội, muốn tự sát. Thần sắc thanh dịch cư sĩ bình tĩnh phân tích, thế nhưng chúng ta đã thám thính tất cả từ tầng 3 đến tầng 5 rồi mà vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng. Vạn Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thực ra đâu chỉ có hắn, ba người bên phe chính đạo cũng đều bán tín bán nghi. Bọn họ sớm đã truyền âm thương lượng với nhau nhiều lần, đều thấy rằng có thể là ba lão quái vật ma đạo liên thủ với nhau, diễn xuất một trường ý kịch, cố ý dẫn dắt bọn họ ra xa rồi mới sai hậu bối ra tay cướp lấy hư thiên đình. Bởi vậy nên nhóm vạn thiên minh một bên cực kỳ hối hận, một bên thì nhìn chằm chằm như hổ đói theo từng cử động của nhóm cực âm, tuyệt đối không để cho mấy lão quái vật ma đạo ly khai nửa bước. Cực âm, thanh dịch đều nhận ra được tâm tử của nhóm vạn thiên minh nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng như lửa đốt nên chẳng để ý gì đến việc nhỏ nhặt này nữa bọn họ đang muốn nhanh chóng tìm ra đám người huyền cốt và hàn lập để lấy lại hư thiên đình một đám tu sĩ nguyên anh kỳ tại nội điện tranh đấu với nhau kết quả bảo vật lại bị mấy tên tu sĩ kết đan kỳ thừa nước đục thả câu cướp mất nếu chuyển ra ngoài thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ huống hồ bọn họ sao có thể cam tâm để cho bảo vật đệ nhất của loạn tinh hải rơi vào tay nhóm hàn lập được chứ man hồ tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên bởi vì hành động của huyền cốt dường như không giống như ước định đã được bàn bạc trước đó Lẽ nào hắn thực sự ôm lấy bảo vật chạy trốn rồi? Nếu tu sĩ kết đan kỳ phổ thông thì không có cách nào lọt qua cấm chế trong mật thất từ tầng 3 đến tầng 5 nhưng Huyền Cốt là tu sĩ chuyên tu quỷ đạo nên điều này cũng rất khó nói. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn không dám thổ lộ nửa phần, ngược lại hắn còn có ý nghĩ muốn khuấy nước thêm đục nữa. Vì thế Man Hồ Tử mới lạnh lùng mở miệng, các ngươi có nghĩ là hai lão gia hỏa của Tinh cung thực sự không rời đi mà một mực vẫn ẩn nấp quanh đó không? Thấy chúng ta truy đuổi nhau liền xuất hiện tiêu diệt ba người kia, sau đó lấy đi Hư Thiên đỉnh. Vừa nghe lời này của Man Hồ tử, những người khác liền bốn mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ đăm chiêu. Chương 497, Lang hình khí linh. Sau khi rời xa nguyên giao, Hàn Lập không nhịn được lấy Hư Thiên đỉnh ra, một bên phi hành, một bên từ từ xem bảo vật ở bên trong. Thế nhưng không lâu sau hắn có cảm giác tức hộc máu. Dù cho hắn dùng mọi loại biện pháp thì nắp đỉnh và thân đỉnh vẫn dính liền với nhau căn bản không có cách nào mở ra. Cho dù đem linh lực rót vào, hay tức giận dùng các loại pháp bảo công kích trực tiếp lên thì nó nhiều lắm chỉ tóe ra vài tia lửa, bộ dáng vẫn không một chút sứt mẻ. Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc, hiện tại ngoại trừ việc biến to, thu nhỏ hư thiên đỉnh thì hắn hoàn toàn không còn biện pháp sử dụng vật ấy. Phát hiện được hiện thực trên, Hàn Lập cực kỳ buồn bực, đang ở trên vùng biển không người nên hắn mở miệng chửi to một hồi lâu, đối tượng tự nhiên chính là chủ nhân của hư thiên điện rất rõ ràng cái bảo vật danh chấn loạn tinh hải này có điểm cổ quái, hoặc chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới điều khiển được, hoặc có yếu quyết khác để mở đỉnh, không đơn giản như việc chỉ cần chú nhập linh lực vào trong. Chẳng lẽ có quan hệ với kiền lam băng diễm lúc đầu bao phủ lấy nó? Trong đầu Hàn Lập rất hỗn loạn, chỉ có thể phỏng đoán bậy bạ một hồi. Tuy nhiên suy nghĩ qua thì cũng rất bình thường, hư thiên đỉnh được mệnh danh là đệ nhất bí bảo loạn tinh hải, có điểm quỷ quái dường như cũng là sự tình trong dự liệu, chẳng có gì phải ngạc nhiên thế nhưng lấy được bảo vật mà hiện tại không có cách nào sử dụng tự nhiên khiến hàn lập cực kỳ ảo não hắn liền đem hư thiên đỉnh bỏ vào túi chữ vật đợi sau này có thời gian sẽ nghiên cứu kỹ càng thêm tiếp theo hàn lập đem ngọc như ý ra thăm dò cách sử dụng trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tìm ra được hai loại thần thông đơn giản nhất chính là đưa linh lực vào cổ bảo trên thân lúc đó sẽ xuất hiện vòng bảo hộ hai màu đỏ vàng năng lực phòng ngự của nó hàn lập đã từng chứng kiến qua khi ở hư thiên điện có thể kháng cự một kích cực mạnh của thanh dịch mà vẫn bình yên vô sự, tự nhiên không thể tầm thường. Một loại thần thông khác chính là hàn lập niệm vài câu chú thượng cổ khắc trên ngọc như ý, đưa thần thức vào đầu của cự lang thì tùy theo tình huống có thể gọi ra hai con tiểu lang màu đỏ vàng, hoặc một con cự lang màu bạc. Tiểu lang màu đỏ dường như do linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần huyễn hóa thành, có vài loại pháp thuật bẩm sinh với uy lực không nhỏ. Còn con tiểu lang màu vàng thì được tạo thành từ linh khí thổ thuộc tính, am hiểu pháp thuật thổ linh, trong đó có cả thổ độn chi thuật mà Hàn Lập một mực muốn học nhưng không có cách nào lĩnh ngộ được. Điều này khiến Hàn Lập rất vui mừng. Về phần ngân sắc cự lang nọ thì hắn có chút nhức đầu vì không thể không chế được nó. Mặc dù hắn đưa ra mệnh lệnh gì thì ngân lang vẫn hành động theo nhưng chung quy bộ dáng uể oải theo kiểu ứng phó cho qua chuyện. Khi hắn đang muốn xem thử ngân lang có pháp thuật gì thì nó lại giả ngô giả ngơ không chú ý. Khi Hàn Lập nhìn được trong mắt thần sắc cực kỳ mang tính người của nó thì hoàn toàn không biết nói gì. Hắn cũng nhìn ra hai con tiểu lang kia đều là hóa thân của ngân lang mà thôi, hiển nhiên nó mới là khí linh chân chính của miếng ngọc Như Ý. Về phần ngân lang bướng bỉnh không phục, Hàn Lập suy đoán rằng nó có khả năng là chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Hắn cũng nhớ lại khi biểu tình của Huyền Cốt lão ma lộ xuất vẻ kinh ngạc khi thấy ngân lang xuất hiện, thậm chí còn đem tiểu tiến kim lôi trúc phóng ra, điều này nói rõ ràng nó là một loại khí linh có danh tiếng, tuyệt đối không thể phủ nhận. Vì thế hắn cũng chẳng buồn bực tạm thời thu lại ngọc như ý, tiếp theo sắp xếp lại các hiện bảo vật khác lấy được từ hư thiên điện. Mấy loại bảo vật như nhẫn, hàn băng châu, linh tê bội do mấy lão ma cấp cho được hắn kiểm tra lại thêm lần nữa, không phát hiện được điều gì không ổn nhưng cũng chẳng dám tiếp tục đeo lên ngươi mà phải thu hết vào túi chữ vật. Chỉ có hoàng lân giáp của man hồ tử kia vẫn được hàn lập mặc lên người vì không nỡ từ bỏ một kiểu bảo vật với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Về phần mấy con khôi lỗi hư hỏng, nửa bình vạn niên linh nhũ cùng một nửa đoạn dễ to bằng lóng tay của dưỡng hồn mộc cũng được hắn xử lý ổn thỏa. Trong lúc này Hàn Lập vô tình đụng đến viên châu ngũ sắc khiến hắn ngẩn ra, lập tức nhớ lại lai lịch của chúng. Ngày đó khi ở Thiên Nam, bên cạnh truyền tống trận đến loạn tinh hải, hắn đã thu được nó khi dùng hỏa cầu dọn dẹp hài cốt ngũ sắc kia. Hiện tại ngẫm lại thấy ở gần hài cốt còn có cả huyết ngọc chi chu, vậy có thể khẳng định đến 8, 9 phần hài cốt nọ chính là cực huyễn tên nghịch đồ khác của huyền cốt. Nhưng vì sao bộ xương đó lại có năm màu, rút cuộc có quan hệ gì với Việt Hoàng vẫn khiến cho hắn nghi hoặc, khó có thể giải thích. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn viên châu trong tay Hàn Lập lại liên tưởng đến bổ thiên đan bay ra khỏi hư thiên đỉnh kia. Màu sắc giống nhau nhưng bổ thiên đan lớn hơn, đồng thời cả viên châu phát ra hào quang sáng hơn mà thôi. Hàn Lập nhìn nhìn nó, sau một lúc trầm ngâm liền trịnh trọng bỏ nó vào trong túi chữ vật. Sau khi xác nhận phương hướng, hắn liền lấy huyết sắc phi phong ra, đẩy nhanh tốc độ cả người biến thành một đạo hào quang màu đỏ giống như sao trổi bay về phía thiên tinh thành tuy làm vậy tốn rất nhiều linh lực nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh gấp mấy lần so với tốc độ của tu sĩ kết đan kỳ bình thường hắn hiện tại cần phải về động phủ của mình ở thiên tinh thành trước khi những tu sĩ khác ra khỏi hư thiên điện ở nơi đó những thứ khác thì không nói nhưng vệ kim trùng thì tuyệt đối không thể bỏ lại hắn không muốn chúng rơi vào đám lão quái vật kẻ thù nói không chừng trong số bọn họ cũng có kẻ có khả năng thúc đẩy loại kỳ trùng này tiến hóa Huống hồ hắn đã sớm tính kế, ngay sau khi trở về thiên tinh thành liền lập tức vứt bỏ động phủ, thông qua truyền tống trận đi ra ngoại tinh hải. Một mặt giết chết yêu thú, thu thập một ít yêu đan, một mặt tạm lánh nguy hiểm của lần đoạt bảo này, khiến cho tu vi của mình nhanh chóng đột phá kết đan sơ kỳ. Sau khi phi hành được một đoạn thời gian, Hàn Lập cảm thấy pháp lực đã tiêu hao hơn một nửa, lập tức đổi sáng dạng phi hành thông thường, trong tay nắm chặt một khối linh thạch bậc trung, từ từ hồi phục lại phần pháp lực đã mất. Đợi khi pháp lực hồi phục lại như ban đầu, hắn tiếp tục dùng huyết sắc phi phong gấp rút lên đường. Vì thế tốc độ của hắn rất kinh người, trong khoảng vài ngày đã bay được một quãng đường mà trước đó phải mất nửa tháng mới hoàn thành được. Trên đường Hàn Lập chạm mặt với một số tu sĩ nhưng đều có tu vi trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ nên hắn mặc kệ, trực tiếp bỏ qua. Những tu sĩ này khi thấy tốc độ đồn quang của Hàn Lập tự nhiên biết gặp phải một vị cao nhân kết đan kỳ nên cũng chẳng dám quấy rầy hắn tuy nhiên càng gần đến thiên tinh thành thì số tu sĩ hàn lập gặp phải cũng dần dần nhiều hơn trong đó xuất hiện một vài thậm chí là một vài chục người kết thành đội ngũ rút cuộc sau một tháng hàn lập cũng thấy một tu sĩ kết đan kỳ nhưng tu sĩ này khi thấy hắn thì lập tức cực kỳ cảnh giác nhanh chóng rời ra xa căn bản không có ý muốn bắt chuyện một người như vậy thì còn có thể hiểu được nhưng liên tiếp sau mấy ngày hai gã tu sĩ kết đan kỳ khác cũng có hành động giống như vậy khiến hàn lập cảm giác được có chút không đúng Chẳng lẽ trong lúc hắn hãm thân vào cuộc tranh đoạt bảo vật tại hư thiên điện thì loạn tinh hải đã phát sinh đại sự gì đó? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hàn Lập tự nhiên không thể gấp rút phi hành nữa. Vì thế ngày hôm nay, khi Hàn Lập đang cầm lấy một khối linh thạch bậc trung chậm rãi phi hành trên mặt biển thì nhìn thấy một đội tu sĩ bay tới từ một phương hướng khác. Có khoảng 7, 8 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cực kỳ, vừa nhìn đã biết bọn họ thuộc một thế lực nào đó. Hàn Lập không nói một câu, hóa thành một đạo thanh quang, chặn đầu bọn họ lại. Hắn không có ý tứ che giấu tốc độ nên khi những tu sĩ kia thấy Hàn Lập bay đến thì lập tức rúng động, nhưng dưới sự chỉ đạo của một lão giả liền trở nên an tĩnh. Tiền bối có sự tình gì muốn vãn bối hỗ trợ sao? Lão giả dẫn đầu đầu tóc xám trắng nhưng hết sức nhanh nhẹn, không đợi Hàn Lập mở miệng liền bay tới thi lễ, bộ dáng cung kính, thái độ khiến cho người khác không thể bắt bẻ được gì. Thanh quang thu lại, thân hình Hàn Lập liền lộ xuất, hắn nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi bình tĩnh hỏi. Các ngươi là tu sĩ ở đâu, muốn đi đến chỗ nào? Bọn vãn bối là tu sĩ thuộc Tam Tinh tông Phụng mệnh tông chủ đi đến Thiên Tinh thành. Lão giả cung cần hồi đáp, đến Thiên Tinh thành, ta dọc đường đi tự nhiên phát hiện số lượng tu sĩ hướng đến nơi đó nhiều hơn hắn, đồng thời bộ dáng rất khẩn trương, thế là sao? Hàn Lập nhíu mày, sau khi trầm mặc một hồi lâu liền chậm rãi hỏi. Ha ha, xem ra tiền bối thời gian trước nhất định đã ở nơi hoang vắng nên không biết sự tình. Cách đây không lâu Thiên Tinh thành xảy ra đại sự cơ hồ tất cả tông môn cùng thế lực đều phái người đến đó cả. Lão giả ngẩn ra, nhưng lập tức thầm thở vào một hơi, mỉm cười trả lời. chương 498, nghịch tinh minh, đại sự gì, trước đó mấy ngày ta vừa bế quan đi ra, nói qua một chút đi. Bộ dáng hàn lập có vẻ thờ ơ, tiền bối đã hỏi, vãn bối đương nhiên sẽ nói theo sự thực, tuy nhiên tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối được không? Lão giả khoanh tay cung kính hỏi, nghe xong lời này, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi ngẫm nghĩ, vẻ mặt liền cười như không cười đáp. Xem ra người cũng rất cẩn thận, ta là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn, họ Hàn. Không biết người đã từng nghe qua chưa? Nguyên lai là Hàn trưởng lão, vậy không phải là ngoại nhân rồi. Tuyết địch tiên tử của bản tông cùng tử linh tiên tử của quý tông là bạn bè thân thiết, hai tông phái chúng ta luôn luôn quan hệ giao hảo với nhau. Lão giả nghe Hàn Lập báo thân phận liền thở vào một hơi, tiếp theo vẻ mặt mỉm cười nói thấy đối phương lộ ra biểu tình mình đều là người cùng một nhà hàn lập lập tức ngẩn người sau đó đột nhiên cười khổ nụ cười này khiến lão giả có chút thấp thỏm lo lắng chẳng lẽ mình nói sai gì sao lão giả có chút hồ nghi thầm nghĩ ta thường không quản sự tình trong môn phái cũng không muốn biết ngươi nói thật hay giả chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được ta sẽ không làm khó các ngươi đâu hiện tại đem tình tiết cụ thể nói ra đi đến cuối cùng là xảy ra đại sự gì hàn lập thu lại nụ cười nói tại hạ sao dám lừa gạt tiền bối, những lời vừa rồi đều là thật, lão giả cười bồi, cơ hồ muốn thể thốt nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Lập liền lập tức giảng giải. Cách đây không lâu khắp loạn tinh hải đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng nguyên từ thần quang của thiên tinh song thánh đại thành, sắp kết thúc bế quan nên tinh cung muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào khống chế. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ đó chỉ là hư ngôn nhưng không tưởng được mấy ngày sau tinh cung đích thực đưa thiên tinh lệnh đến các thế lực lớn nhỏ, bắt tất cả các thủ lĩnh tông phái cùng với đảo chủ các đảo khi nhận được lệnh phải lập tức đến gặp thiên tinh song thánh, bằng không sẽ lấy danh nghĩ bất kính với tinh cung ra tay tiêu diệt. Lão giả tường tận giải thích, bắt các thế lực đến gặp thiên tinh song thánh, ngươi không nhầm chứ, tinh cung sao lại phát ra mệnh lệnh khiến người mưu phản như vậy chứ? Hàn lập nhíu mày, không tin hỏi lại, dạ đúng, khi thiên tinh lệnh đã ở trong tay các thế lực thì đại bộ phận mọi người đều giống như đang nằm mộng. Nếu trong giai đoạn thế lực tinh cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh đó chẳng có gì, nhưng bây giờ thế lực của ma đạo và chính đạo đều không dưới họ, điều này khiến cho người khác khó hiểu. Lão giả cười khổ nói, vậy những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đều đi đến gặp thiên tinh song thánh sao? Hàn lập đánh giá đội ngũ trước mặt thêm lần nữa, nhíu nhíu mày hỏi. Điều này rất khó nói, lão giả lộ ra vẻ trần chờ, có chút hàm hàm hồ hồ trả lời. Khó nói, vậy là ý gì, dị quang trên mặt hắn chợt lóe, có chút kỳ quái hỏi. Tiền bối, Tại hạ còn có một số sự tình vẫn chưa nói. Không lâu sau khi Tinh Cung phát ra Thiên Tinh lệnh thì Chính đạo và Ma đạo đột nhiên tuyên bố liên thủ thành lập một tổ chức gọi là Nghịch Tinh Minh, nói là muốn đánh đổ bá quyền của Tinh Cung đối với loạn Tinh Hải, triệt để kết thúc sự thống trị hiện nay. Tổng hộ pháp của Vạn Pháp môn là Vạn Tam Cô và Ma đạo đệ nhất nhân lục đạo cực thánh đồng thời đảm nhiệm hai vị trí đứng đầu của Nghịch Tinh Minh, khi tổ chức này vừa thành lập đã có rất nhiều tông môn và thế lực gia nhập theo họ ngoài ra còn có thêm vài vị tán tu nguyên anh kỳ kiêu hùng đảm nhận trước trưởng lão. Nghịch tinh minh cũng học theo cách của tinh cung, đồng dạng phát ra quỷ bài nghịch tinh lệnh đến tất cả các thế lực, bảo là nếu đến diện kiến thiên tinh song thánh thì sẽ trở thành địch nhân của họ và sẽ không buông tha. Đồng thời họ cũng tuyên bố trong thời gian sắp tới sẽ công kích thiên tinh thành, các thế lực khác có thể tự do đi đến quan sát nhưng phải biểu lộ rõ lập trường chính mình. Lão giả lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, nghe đến đây tuy sắc mặt hàn lập vẫn bất động nhưng trong lòng sướng sờ sự tình lớn như vậy lại phát sinh trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn đang ở hư thiên điện thực sự làm hắn bất ngờ. Trong lúc nhất thời tâm tư Hàn Lập rối loạn, đột nhiên trong lòng Hàn Lập khẽ động, nhìn lão giả bình tĩnh hỏi. Nghịch tinh lệnh là quỷ bài như thế nào, người có mang theo không? Lệnh bài này bản tông cũng thu được một cái nhưng ở chỗ của tông chủ, tuy nhiên vãn bối có đem hình dạng của nó phục chế trong một cái ngọc giản. Tiền bối có muốn nhìn qua không? Lão giả ngẩn ra nhưng sau đó nịnh nọt nói. Ừ, lấy ra xem, thần sắc hàn lập lạnh lùng, gật gật đầu. Lão giả thấy vậy, lập tức lôi từ trong túi chữ vật ra một khối ngọc giản màu vàng, không dám trần chờ, hai tay cung kính đưa cho hàn lập. Hàn lập không chút khách khí tiếp lấy, nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong thăm dò, sắc mặt có chút thay đổi. Quả nhiên mặt quỷ ở trên lệnh bài gần giống cái mà trưởng lão của lục liên điện đưa cho ô sổ xem. Tuy ngoại hình có chút biến đổi, nhưng tuyệt đối là cùng một gốc mà ra. Xem ra chính, mà lưỡng đạo đã sớm lén lút câu kết, trước đó rất lâu đã dày công tiềm nhập nội gian vào các thế lực khác. Trong lòng Hàn Lập giật mình, nhưng thần sắc lại chẳng chút thay đổi, đem ngọc giản trả lại cho lão giả. Nếu nói như vậy thì các ngươi đến phụ cận của thiên tinh thành để xem đại chiến giữa tinh cung và nghịch tinh minh rồi mới quyết định phải không? Hàn Lập tùy ý hỏi, nghe xong lời này, lão giả lộ suốt vẻ xấu hổ. Dạ đúng thưa tiền bối, chúng tôi mấy người đích xác là phụ mệnh tông chủ, trước tiên là xem xét tình hình, dù sao tam tinh tông của chúng tôi chẳng phải là đại môn đại phái gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Trong đoạn thời gian này nghịch tinh minh đã phát động công kích các vào ngoại đảo thiên tinh thành và chiếm được thế thượng phong, thậm chí một số hòn đảo trực tiếp tuyên bố về phe bọn họ, tiếp theo chắc nghịch tinh minh sẽ tấn công đến phần nội đảo, một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội tác oai tác quái. Không ít tán tu, tiểu tông tiểu phái đều đã xảy ra chuyện, nếu không phải thân phơi đồng hoang thì cũng hoàn toàn bị diệt môn. Lão giả nói ra vì sao các tu sĩ ở dọc đường đều có bộ dạng cực kỳ cẩn thận. Nguyên lai like là do vậy, được rồi, sự tình đã rõ, các ngươi có thể đi. Hàn Lập rất vừa lòng, nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói. Vậy vãn bối trước tiên xin cáo từ. Lão giả nghe Hàn Lập nói với thì trong lòng vui mừng, vội vàng thi lễ cáo từ mặc dù hắn nhìn hàn lập không có bộ dạng cùng hung cực ác nhưng ở cùng một chỗ với một vị tu sĩ kết đan kỳ không quen biết vẫn khiến hắn có chút lo sợ vì thế hắn lập tức dẫn theo người nhanh chóng rời đi hàn lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích bắt đầu rơi vào trầm ngâm tinh cung và chính ma lưỡng đạo cuối cùng cũng bạo phát đại chiến tin tức này đối với hắn mà nói thì có nửa tốt cũng có nửa xấu nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận tinh lực của mấy lão quái vật kia liên quan bọn họ tất cả đều trực thuộc chính ma song phương không có khả năng không tham dự vào việc này. Vì thế sẽ không toàn tâm toàn ý truy đuổi hắn và hư thiên đỉnh giúp hắn an toàn hơn nhiều. Nửa xấu chính là đại chiến bắt đầu sẽ khiến hắn cực kỳ phiền toái nếu muốn trở lại động phủ của mình. Chắc chắn tu sĩ vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ có tu vi kết đan kỳ như hắn. Hơn nữa nếu nghịch tinh minh tấn công khu nội đảo của Thiên Tinh thành trước khi hắn trở về thì những dự định ban đầu của hắn sẽ hoàn toàn hư hết tinh cung không thể trong giai đoạn đó để tu sĩ khác tùy tiện tiến nhập vào thành. Nghĩ tới đây Hàn Lập âm thầm thở dài một hơi, trong mấy ngày tiếp theo, hắn chặn một vài nhóm tu sĩ cấp thấp khác rồi hỏi Han tương tự như thế. Cuối cùng hắn cũng chứng thực được tính chính xác của thông tin, đồng thời điều đó khiến hắn lâm vào trạng thái khó xử. Hiện tại Hàn Lập đang lơ lửng trên biển, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, thần sắc lưỡng lự. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đột nhiên khẽ lật tay, một cái bình màu nhỏ màu xanh xuất hiện chính là cái bình chứa vạn niên linh nhũ. Nhìn nhìn nó, trên mặt hàn lập lộ suốt một tia bất đắc dĩ. Nhanh như vậy đã phải dùng đến những giọt linh dịch này, thực sự quá ư lãng phí linh vật A. À. Nhưng nếu không làm thế thì chỉ sợ hắn chưa kịp đến thiên tinh thành thì nghịch tinh minh đã phát động thế công, khi đó đừng nói việc tiến nhập vào thành chứ chưa cần nói đến việc lợi dụng truyền tống trận đào thoát ra ngoại tinh hải. Sau khi ngẫm nghĩ cả nửa ngày, hàn lập cuối cùng cũng phải cắn răng mở nắp bình, cẩn thận rót ra vài giọt chất lỏng trong suốt vào miệng. Sau đó hắn cất chiếc bình đi, đưa linh lực vào huyết sắc phi phong, hóa thành một đạo hào quang tức tốc bắn đi, biến mất vô ảnh vô tung khỏi vị trí ban đầu. Trong nửa tháng tiếp theo khi Hàn Lập thấy pháp lực tiêu hao thì trực tiếp dùng linh dịch, không ngừng phi hành vì thế hắn đã tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn so với lộ trình ban đầu, tốc độ cơ hồ ngang bằng với tu sĩ nguyên anh kỳ. Kết quả là dọc đường dù thỉnh thoảng gặp một số tu sĩ kết đan kỳ nhưng khi thấy đoàn huyết quang của Hàn Lập thì bọn họ nghĩ đó là một tiền bối cao nhân nguyên anh kỳ nên nhanh chóng tránh xa ba thước. Không ai dám cản trở chứ đừng nói đến chuyện có những ý nghĩ sâu xa. Chương 499, Nam Minh đảo, tốc độ của Hàn Lập trong mắt một số tu sĩ thực sự là kinh người, hắn cuối cùng cũng đến hải vực gần Thiên Tinh Thành. Mắt thấy còn thêm vài ngày nữa sẽ trở về động phủ, Hàn Lập cất huyết sắc phi phong đi, chỉ dùng độn quang bình thường. Hiện tại trong phạm vi khu vực này Long Xà hỗn tạp, tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây cũng không phải là không có khả năng Hàn Lập thực không muốn dẫn dắt sự chú ý của các nhân vật ở đẳng cấp trên nên hành động tự nhiên phải cẩn thận một chút. Cũng may hắn vẫn chưa nghe được tin tức có người của nghịch tinh minh xuất hiện, xem ra hắn vẫn không tính là chậm nên tâm tình tự nhiên cũng thả lỏng hơn. Phía trước chính là Nam Minh đảo điểm trung chuyển cuối cùng để tới thiên tinh thành, tuy diện tích của nó không lớn nhưng ở đó có một nhóm tu sĩ tinh cung đồn trú, coi như là chạm gác ngoại vi. Lúc trước ở tại cảng của đảo này có thuyền lớn thuyền bé ra ra vào vào nhộn nhịp cùng với rất nhiều tu sĩ và người thường. Nhưng hôm nay khi Hàn Lập từ trên không trung liếc qua thì chỉ có khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ lơ thơ lác đác, cho dù tu sĩ cũng thỉnh thoảng bay ra bay vào. Xem ra tu sĩ và phàm nhân kinh doanh, buôn bán đều biết đại chiến sắp đến nên thành thành thực thực thành né đoạn thời gian này. Hiện tại tu tiên giả dám vào đều là người của các thế lực lớn, nhỏ tới thám thính tin tức mà thôi. Hàn Lập trải qua thời gian dài gấp rút phi hành cũng thấy mệt mỏi, chuẩn bị dừng lại ở đảo này một chút, nhân tiện đến phường thị bổ sung một ít vật tư cần dùng khi ở ngoại tinh hải dù sao không biết tình hình thiên tinh thành hiện tại, có thể ở chỗ này mua bán xong xuôi là tốt nhất, đỡ tránh khỏi đến lúc đó xuất hiện điều ngoài ý muốn khiến cho hắn trở tay không kịp. Khi Hàn Lập vừa mới hạ xuống liền cảm ứng được mức độ cảnh giới của Nam Minh Đảo hiển nhiên cao hơn lúc trước. Hắn vừa mới tiến nhập vào phạm vi trận pháp của cảng khẩu thì cảm ứng được chỉ ít cũng có ba tu sĩ kết đan kỳ đồng thời dùng thần thức quét qua, thậm chí còn có một đạo thần thức từ đầu chí cuối vẫn theo sát hắn một đoạn thời gian, thấy không có nghi ngờ gì mới tự động biến mất có thể thấy được người tinh cung cũng đề phòng người nghịch tinh minh đột nhiên tập kích. Lúc này Hàn Lập không nhanh không chậm đi về phía phường thị. Phường thị của Nam Minh đảo xây trong một tòa tiểu thành cách không xa cảng khẩu, cực kỳ tiện lợi cho tu sĩ và thương nhân qua lại. Hàn Lập trước đây đã từng ghé qua một lần, tuy nó không có danh tiếng và rộng lớn như phường thị của mấy đảo lớn nhưng những thứ bảy bán đều đầy đủ, không kém nửa phân so với địa phương khác, thậm chí còn rẻ hơn so với thiên tinh thành. Bởi vì có không ít hàng hóa bốc rỡ ngay ở đây, sau đó mới do thương nhân từ thiên tinh thành tới lấy. Hàn lập không có thời gian thừa nên vừa vào phường thị liền đem phương thuốc mà huyền cốt lão ma cấp nhìn qua một lần. Sau khi ghi nhớ nguyên liệu và linh dược cần dùng, hắn liền không chút trần trừ đi vòng quanh các cửa hàng thu thập. Thực sự xin lỗi tiền bối, vãn bối từ khi mở cửa hàng cho đến nay đều chưa từng nghe qua nguyên liệu thiên diệp lộ. Về phần mã não giác tuy là độc giác chân quý do mã não thú sinh ra, tu sĩ bình thường căn bản không thể gặp được, chỉ sợ tiền bối phải đi qua cửa hàng khác hoặc các hội đấu giá mới tìm được. Đây là một gian phòng khách không nhỏ, đứng ở trước mặt Hàn Lập là một vị tu sĩ trung niên ngũ quan đoan chính, hắn đang rẻ dặt nói với Hàn Lập. Cửa hàng của các ngươi là số một tại đây, nếu không có nó thì những cửa hàng khác làm sao có được, còn các cuộc đấu giá thì hiện tại ta không có thời gian. Hàn Lập đang ngồi trên ghế, dùng một ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, nhíu mày, có chút không vừa lòng nói. Tu sĩ trung niên nghe Hàn Lập nói vậy thì lộ ra một tia xấu hổ, nhưng hắn thực sự không có biện pháp nào đào ra thứ mà Hàn Lập muốn, chỉ có thể cười bồi mà thôi. dù sao trước mắt là một vị cao nhân kết đan kỳ hiếm thấy, hắn thực không muốn đắc tội. Hàn Lập thấy bộ dáng trưởng quỹ như thế, biết đối phương thực sự không có hai loại đó nên chỉ có thể thở dài một hơi, nhấc thân đứng dậy. xem ra hai loại linh dược cuối cùng còn thiếu để luyện chế cửu khúc linh sâm phải tìm biện pháp khác thôi dù sao nó cũng phải đợi đến khi hắn đạt được đỉnh phong của kết đan hậu kỳ, bắt đầu ngưng kết nguyên anh thì mới có thể dùng được nên cũng chẳng cần gấp gáp. Thế nhưng khi tu sĩ trung niên đưa tiến Hàn Lập ra tới cửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sau khi do dự liền nói với Hàn Lập. Kỳ thực thiên diệp lộ không phải là cửa hàng tại hạ không có mà khả năng đã đổi thành tên khác rồi. Gì, lời này là có ý tứ gì? Dị quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, cước bộ ngừng lại, tò mò hỏi không phải là ván bối khoe khoang nhưng tại hạ làm việc tại đây đã hơn trăm năm, dạng nguyên liệu của quái kỳ dị gì đều cũng đã kiến thức qua, nếu thực sự có loại nào đó mà tại hạ không biết thì tám, chín phần là tên gọi từ thời thượng cổ, hiện tại đã thay đổi. Tình huống đó tại hạ trước kia đã gặp qua vài lần, cũng có thể thiên diệp lộ kia chỉ là một loại linh dược rất phổ thông bây giờ mà thôi. Tu sĩ trung niên thành thực đáp, nghe được lời này, trong lòng hàn lập rung động, thấy đối phương nói cũng có điểm hữu lý. Dù sao cửu khúc linh sâm là tiên gia linh dược trong truyền thuyết nên phỏng trừng phương thuốc luyện chế được lưu truyền từ thời thượng cổ, xem ra chỉ có thể tra cứu điển tịch tìm hiểu thân phận thực của thiên diệp lộ mà thôi. Nghĩ tới đây, thần sắc hàn lập hòa hoán, gật gật đầu, lặng lẽ rời khỏi. Thời gian tiếp theo hắn siêu tập hết thảy các loại phương thuốc mà tu sĩ kết đan kỳ có thể dùng, chuẩn bị cho việc luyện đan sau này. Về phần nguyên liệu phụ trợ thì những loại không thể dùng tiểu bình trợ giúp thì hắn đều mua một số lượng lớn. Việc đi ngoại tinh hải lần này phỏng chừng sẽ trong một thời gian dài, Hàn Lập thực không muốn vì thiếu một chút nguyên liệu phổ thông mà khiến cho kế hoạch luyện đan thất bại nửa đường, ảnh hưởng đến sự tinh tiến tu vi chính mình. Hiện tại hắn có vài kiện cổ bảo trong tay, thêm một ít trận kỳ phù trợ, đối phó yêu thú cấp 6, cấp 7 không thành vấn đề. Đương nhiên nếu gặp phải loại yêu thú cấp 8 thì hắn chỉ có vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Dù sao yêu thú trên cấp 8 nghe nói thân thể đã hóa thành nhân hình, trí tuệ không khác gì con người thậm chí bởi vì có thiên phú siêu cường nên chúng còn lợi hại hơn 3 phần so với tu sĩ nguyên anh kỳ đồng cấp. Hàn Lập thực không muốn gặp phải cái loại yêu thú thành tinh kia. Sau nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã thu thập đủ toàn bộ, lập tức rời khỏi phường thị, bay đến cảng khẩu. Lúc này sắc trời đã tối, bóng đêm mơ hồ, có chút không rõ. Hàn Lập vừa bay đi được một đoạn ngắn thì đột nhiên phía trước lờ mờ xuất hiện một đoàn hào quang, tiếp theo phía phương hướng cảng khẩu truyền đến một trận âm thanh ầm ầm. Thân sắc hàn lập lập tức đại biến, nhanh chóng phóng ra toàn bộ pháp lực, hóa thành một đạo cầu vồng, phá không bay đi. Không chờ hắn tiếp cận cảng khẩu thì độn quang bỗng nhiên ngừng lại. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt. Bầu trời xa xa có vô số các loại hào quang, khí thế long trời lở đất đánh xuống đại trận bảo vệ cảng khẩu tạo nên âm thanh ẩm vang không ngừng. Xem thanh thế thì ít nhất cũng có hơn một nghìn tu sĩ đồng thời xuất thủ. Đại trận phía dưới lóe lên một tầng hào quang bảo vệ màu đỏ, mạnh mẽ ngăn chặn đại bộ phận công kích. Ở trong đại trận có không ít tu sĩ si áo trắng, đồng dạng cũng điều khiển pháp khí liều mạng phản kích kẻ ám toán phía trên. Hàn lập cười khổ một hồi, hành động nghịch tinh minh thật quá nhanh, hắn ngày đêm lên đường vậy mà đại chiến rút cuộc cũng xảy ra ngay trước mắt mình. Đại chiến bắt đầu thì chắc chắn thiên tinh thành sẽ lập tức nhân được tin tức nên cho dù bây giờ hắn vắt chân lên cổ, cũng chẳng còn kịp nữa. Hàn lập cực kỳ ảo não, sắc mặt âm tình bất định một lát rồi đột nhiên dậm chân, thân hình hắn vặn vẹo, biến mất vô ảnh vô tung, triệt để ẩn nặc. Hắn không muốn bị cuốn vào đại chiến giữa hai đại thế lực nhưng thần thức vẫn lặng lẽ phóng ra. Nếu hắn không đoán sai thì gần cảng khẩu lập tức sẽ cực kỳ nhốn nháo. Quả nhiên không lâu sau từ bên trong Nam Minh đảo bay ra khá nhiều tu sĩ, nhưng khi đến gần thì đều ẩn mình, lặng lẽ hạ xuống, quan sát trường đại chiến. Trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ chiếm đa số, chừng hơn trăm người, ngoài ra còn có vài tu sĩ luyện khí kỳ trộn lẫn vào trong. Về phần tu sĩ kết đan kỳ như Hàn Lập thì có khoảng 5, 6 người mà thôi, tu vi cao nhất là một vị kết đan trung kỳ cách hắn khoảng 7, 8 dặm. Người này ẩn tàng ở trên một ngọn đồi, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng do thần thức của Hàn Lập hơn xa nên vị tu sĩ kia không phát giác được. Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết, thần thức tuy không cường đại như mấy lão quái vật cực âm nhưng cũng không kém quá xa, cho dù có tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở phụ cận thì hắn cũng cảm ứng được một chút. Theo Hàn Lập biết thì đại bộ phận tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều dậm chân ở giai đoạn sơ kỳ, thường không thể tiến thêm bước nữa. Thấy gần đó chẳng có lão quái vật Nguyên Anh Kỳ nào nên hắn rút cuộc cũng thở phào một hơi. Tuy nhiên lần tấn công Nam Minh Đảo của nghịch tinh minh, hẳn sẽ do một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chủ sự. Hàn Lập thực sự không muốn liều lĩnh hiện thân đối mặt với người đó vì vậy hắn thành thành thực thực đợi đến khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi. chương 500, Bàn Cha, trận đại chiến ở Bến Cảng cũng không duy trì quá lâu. Trong khi các loại ánh sáng đủ màu đang đan vào nhau trong đám mây, thì có một luồng hào quang rất lớn đầy tà khí màu xám trắng gia nhập vào trận chiến. Vô số pháp khí, pháp thuật cùng liên thủ tấn công xuống, đại trận ở dưới cũng khó có thể duy trì thêm được. Sau một tiếng nổ, luồng sáng đỏ sau khi lóe lên vài cái, cuối cùng cũng mờ nhạt dần, phát ra vài tiếng nổ dữ dội. Nhưng không biết là do dư uy của trận pháp, hay là do các tu sĩ tinh cung ở phía dưới cố ý gây ra, hồng quang tưởng chừng sắp tan biến kia bỗng như hồi quang phản chiếu lóe ra đầy trời, nhất thời làm cho toàn bộ tu sĩ nghịch minh tinh ở trên bầu trời đại loạn. Mà nhân cơ hội này, các tu sĩ tinh cung ở phía dưới dường như đã thương lượng, cùng gầm lên một tiếng mà phi độn ra đủ hướng. Đặc biệt, trong đó có vài đạo quang mang tập trung sự chú ý của mọi người, bay với tốc độ vô cùng nhanh, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi bến cảng. Vừa nhìn đã biết đó chính là tu sĩ cao cấp của tinh cung. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trên trời bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đạo cầu vồng, không chút yếu thế đuổi sát theo. Trong nháy mắt, các độn quang này biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra cao tầng của nghịch minh tinh muốn một lưới bắt hết các tu sĩ tinh cung ở Nam Minh Đảo, một người cũng không tha. Lúc này, trên bầu trời rất đông tu sĩ nghịch tinh minh chậm rãi hạ xuống. Xem trang phục của bọn họ thì rõ ràng là thuộc hai môn phái khác nhau. Một bên mặc ngân sam kim đái, các tu sĩ còn lại toàn thân đều là lục bào trông rất quỷ dị. Xem ra chính ma lưỡng đạo đều đã đồng thời xuất động. Thấy cuộc chiến chấm dứt nhanh như vậy, Hàn Lập thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu được sự tình bên trong. Dù sao thì thực lực hai bên thực sự quá cách biệt. Tu sĩ của tinh cung có muốn liều mạng, sợ rằng cũng chỉ có lòng mà không đủ sức. Bất quá, Hàn Lập lại nghĩ, có nên nhân cơ hội này, thừa dịp đang loạn mà rời khỏi đảo hay không? Nhưng lúc này, từ trong đám tu sĩ mặc lục bào, một lão giả lục bào bay vụt đến. Thần thức Hàn Lập đảo qua, phát hiện là tu vi kết đan sơ kỳ người này điềm tĩnh bay đến gần đám người hàn lập sau khi nhìn bốn phía một lúc đột nhiên trầm giọng nói: "chư vị đạo hữu xin lắng nghe tại hạ là thương vân lòng hộ pháp nghịch tinh minh tuân lệnh vương trưởng lão đến đây thông báo cho mọi người một việc hiện tại bổn minh vừa mới tiêu diệt bọn người tinh cung vì không muốn phát sinh những sự việc hiểu lầm hy vọng chư vị đạo hữu tạm thời không nên vội vàng rời khỏi đảo sau khi chúng ta truy đuổi và tiêu diệt xong đám người tinh cung còn sót lại mọi người đều có thể tự động rời đi. Các vị đạo hữu xin yên tâm, bổn minh chỉ là nhằm vào tinh cung và các bang phái của chúng. Tuyệt sẽ không làm khó dễ đến các vị đồng đạo khác, thanh âm của lão giả tuy không lớn, nhưng lại phi thường rõ ràng, làm cho những tu sĩ ở gần đó đang xem cuộc chiến đều nghe thấy rõ. Các tu sĩ ở phụ cận sau khi nghe xong những lời này, đều không khỏi nhìn nhau. Nhưng cũng không ai dám đại diện đứng ra nói cái gì. Dĩ nhiên là cũng không có ai tự tìm phiền toái mà nói lời phản đối. Nhất thời tất cả đều im lặng. Hàn Lập nghe xong lời này, ngược lại trong lòng rất mâu thuẫn. Xem ra Nghịch Minh Tinh có vẻ muốn mượn sức của mọi người, cũng sẽ không làm khó những người này. Dù sao hắn hiện tại cũng đã chạy tới Thiên Tinh Thành, chỉ là không biết trà trộn vào thành bằng cách nào. Trong khi Hàn Lập đang suy nghĩ, lão giả Lục Bào không nói lời nào nữa mà bay trở về bến cảng. Hàn Lập nhìn đối phương biến mất như vậy, cũng không có ý định rời đi nơi khác. Những tu sĩ khác cũng có lý do riêng để đến đây, cũng không rời khỏi phụ cận bến cảng chăm chú nhìn cử động của các tu sĩ nghịch tinh minh. Lúc này những tu sĩ ngân sam kim đái đang từ từ hủy đi đại trận, nhưng thật ra là đang giả vờ, đồng thời ngụy trang bố trí ra một đại trận khác. Mà tu sĩ lục bào chia làm hai nhóm, một nhóm hướng phía ngoài cảng khẩu bay đi, làm nhiệm vụ canh giữ. Một nhóm trực tiếp bay ngang qua đầu hàn lập, hướng về phía bên trong đảo mà lục soát. Thấy những tu sĩ này, tuy không lên tiếng, nhưng có vẻ là đang buồn bực vì công việc này. Hàn lập bắt đầu có chút giật mình, xem ra chính ma hai bên đã sớm có chủ ý đánh chiếm loạn tinh hải. Nếu không như vậy, thì những đệ tử đã được huấn luyện như vậy, cũng không phải trong 10 năm là có thể huấn luyện ra. Nam Minh đảo này, tựa hồ muốn sẽ trở thành bàn đạp, sau đó mới tiến công vào thiên tinh thành. Bất quá, Hàn Lập cũng thấy có chút kỳ quái. Tinh cung chẳng lẽ cứ bị động như vậy mà để cho chính ma lưỡng đạo tiến công? Thật sự là suy yếu đến mức không có năng lực phản công như vây chứ? Hay là vì thiên tinh song thánh vẫn chưa chính thức xuất quan? Tinh cung vì muốn trì hoãn thời gian nên mới hậu phát chế nhân. Tự đáy lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc không giải thích được. Bất quá, tâm ý vừa động, hắn đột nhiên nhếch mép cười đứng lên. Mặc kệ Tinh cung và chính ma đang giấu chiêu bài gì trong tay, cái đó đối với hắn, một tán tu thì có quan hệ gì kia chứ? Hắn tại sao lại hao tốn tâm tư ở nơi này? Chỉ là về sau nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Nghĩ như vậy, Hàn Lập một lần nữa ổn định lại tinh thần sau một hồi yên lặng chờ đợi vị tu sĩ lão giả lục bào kết đan kỳ dẫn theo ba người một lần nữa quay trở lại đạo hữu nào muốn rời đảo chỉ cần có thể chứng minh được thân phận tín vật hoặc công pháp là có thể yên bình rời đi nếu là không muốn rời đi cũng có thể lưu lại trên đảo nhưng chỉ cần có định ý đối với nghịch minh tinh chúng ta chúng ta sẽ tuân theo quy củ đã định mà làm việc lão giả đứng lơ lửng giữa không trung hướng xuống phía dưới lãnh đạm nói nghe xong lời này Tu sĩ phía dưới quả thật có một trận giao động, bất quá lập tức lại im lặng. Mặc dù người này nói đã khách khí như vậy, nhưng cũng không ai có tâm tư lộ diện ra trước. Tránh đạo tu sĩ càng không, nhìn qua đây chính là tu sĩ ma đạo, danh tiếng trước kia cũng không tốt lành gì. Người ta muốn chơi mình mà mình cứ thế mà đưa cổ vào trong, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ hay sao. Mặc dù thoạt nhìn thì cũng không giống dạng tiểu nhân, nhưng ai cũng không muốn lấy thân mình ra mạo hiểm, cứ để cho những người khác thử trước rồi hãy nói hàn lập cũng vậy thủy trung cũng không nhúc nhích đối phương chỉ là tu sĩ kết đan kỳ chỉ cần không chủ động hiện thân thì bọn họ dù có vận dụng thần thức cũng không có cách nào phát hiện ra hắn hắn cũng sẽ không làm người sung phong đầu tiên im lặng một quãng thời gian dài làm cho sắc mặt lão giả lục bào có chút âm trầm xuống rốt cuộc cũng có một đạo bạch quang từ phía dưới vọt lên tốc độ đồn quang cũng không phải là nhanh bên trong là một tu sĩ si áo xanh còn rất trẻ vãn bối tân minh là đệ tử khai thiên môn ra mắt các vị tiền bối đây là tín vật bạch thủy kiếm người trẻ tuổi thành thật bay đến trước mặt lão giả trước tiên là cung kính thi lễ sau đó mới từ trong người lấy ra thanh tiểu kiếm bạch quang lập lòe ô khai thiên môn quý môn chủ cùng lão phu trước kia từng có giao tình thanh kiếm này đích xác là pháp khí của đệ tử khai thiên môn ngươi có thể đi lão giả tiếp nhận thanh kiếm xem sơ qua một lượt rồi từ từ trả lại cho người trẻ tuổi tu sĩ áo trắng nhất thời mừng rỡ sau khi cung kính cáo từ liền hướng về phía cảng khẩu mà bay đi Tu sĩ nghịch minh tinh quả nhiên cũng không có ai ngăn cản. Có người dẫn đầu, đích xác là không việc gì, các tu sĩ khác cũng bắt đầu hiện thân, bay về phía lão giả. Lão giả tựa hồ kiến thức cực kỳ phong phú, bất kể là ai, xuất ra tín vật hoặc công pháp nào, hắn cũng đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Điều này làm cho Hàn Lập đang quan sát phía dưới không khỏi nhịn được, lấy làm kỳ quái. Bất quá, Hàn Lập thấy một vị tu sĩ kết đan kỳ cũng không có trở ngại mà được thả đi, hắn cũng không nhịn được nữa. Đột nhiên hiện thân, cũng hóa thành một đạo thanh quang bay về phía bầu trời. Vị đạo hữu này là, lão giả liếc hắn một cái, phát hiện ra tu vi Hàn Lập là Kết Đan kỳ, khẩu khí tự nhiên biến đổi vài phần. Tại hạ là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm môn, đây là yêu bài. Đạo hữu xin mời xem qua, cũng ngay ngày đó Tử Linh Tiên tử tặng cho hắn cái yêu bài trưởng lão, Hàn Lập cũng tùy ý mang theo. Hiện tại không chút do dự lấy ra đưa cho đối phương. Diệu Âm môn, tại hạ nghe nói quý môn hình như có Hàn khúc hai vị trưởng lão, thường xuyên bế quan khổ tu, không dễ dàng hiện thân. Không biết đạo hữu có phải chính là một trong số đó không? Lão giả lục bào cẩn thận quan sát yêu bài một chút, sau đó hai mắt lưu lại trên người Hàn Lập, chậm rãi quan sát. Hàn Lập trong lòng dùng mình, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, cười nói. Tại hạ họ Hàn, không nghĩ tới đạo hữu ngay cả một kẻ vô danh như ta cũng biết, thật sự bội phục. Ha ha, cũng không có gì, quý môn danh tiếng tại loạn tinh hải cũng không nhỏ đặc biệt là từ linh tiên tử của quý môn, thiếu chủ nhà ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, hy vọng đạo hữu có thể nói tốt dùm vài lời lục bào lão giả hắc hắc cười nói, có vẻ dị thường khách khí. Thiếu chủ, không biết có phải là, hàn lập trên mặt hiện lên một nét cười, có chút trần chờ hỏi. Thiếu chủ nhà ta đúng là truyền nhân duy nhất của thánh tổ, trước kia có người tiến đoán rằng, sau này nhất định sẽ danh chấn khắp loạn tinh hải lão giả tuyệt không nói gì, nhưng phía sau hắn, một vị tráng hán đột nhiên xen vào, lạnh lùng nói, Tốt, tại hạ nếu gặp được môn chủ, nhất định sẽ đem những điều nghe được chuyển lại." Hàn Lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng miệng vẫn đáp ứng nói: "Tốt, lệnh bài này không có vấn đề gì." Hàn Đạo Hữu có thể đi lão giả Lục Bào tựa hồ đối với câu trả lời của Hàn Lập rất hài lòng, xem xét cái yêu bài một chút rồi trả lại cho Hàn Lập. Hàn Lập liền chắp tay cáo từ, sau đó mới bình thản rời đi. Mắt thấy Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng lão giả nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chương 501, trùng đột tái khởi. Sao thế, người có gì không ổn sao? Hay là hoài nghi thân phận của hắn là giả? Tráng hắn vừa thấy thần sắc của lão giả, không nhịn được liền hỏi. Thân phận của hắn tất nhiên là không có vấn đề, chúng ta tiềm phục ở Miểu Âm môn, sớm đã phục chế chân dung của hai vị trưởng lão Miểu Âm môn, người này cùng với bức họa lưu trong ngọc giản giống nhau. Đích thực là trưởng lão họ Hàn kia rồi nếu hắn có thi triển bí thuật gì để thay đổi dung mạo thì cũng thoát không khỏi pháp nhãn của vương trưởng lão ở cảng khẩu bên kia lão giả lục bào một tay vuốt tròm râu tiếp theo giơ tay kia lên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu lục thoáng đưa qua trước mắt tráng hán rồi thu lại nếu không có việc gì tại sao lại lộ ra thần sắc như vậy tráng hán hừ một tiếng có chút bất mãn trưởng lão họ hàn của miểu âm phái này rất không đơn giản chỉ sợ ngươi và ta nếu độc đấu với hắn cũng không phải là đối thủ lão giả lục bào trầm ngâm một chút sau đó lời nói ra khiến cho tráng hán nhất thời ngẩn người lời này là có ý tứ gì không phải hắn và ta đều là tu sĩ kết đan sơ kỳ sao nhưng hắn chỉ là tán tu làm sao có thể so sánh với chúng ta thường xuyên được thánh tổ chỉ điểm tráng hán sau một hồi cân nhắc căn bản không tin mà nói lão giả nghe tráng hán nói xong một điểm tức giận cũng không có ngược lại đợi cho tráng hán bình tĩnh lại rồi mới giải thích lưu hộ pháp hẳn đã biết công pháp mà ta tu luyện là thất sát quyết mặc dù không tính là công pháp đỉnh cấp gì nhưng đối với sát khí của một người nào đó nhiều ít bao nhiêu ta đều cảm ứng rất rõ ràng mà sát khí trên người đối phương đích xác rất nặng giống như trên người một tu sĩ kết đan kỳ mà lão phu đã từng biết hắn khi đó đã giết rất nhiều người mới có được sát khí như vậy lão phu đã từng biết người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít tính làm gì nếu giết nhiều tu sĩ cấp thấp thì ta cũng có thể dễ dàng làm được tráng hán bộ dáng vẫn chưa bằng lòng cái này không giống ngươi làm vậy, mặc dù cũng sẽ có một chút sát khí, nhưng thời gian lâu một tí, liền dễ dàng tiêu tan mất. Mà sát người trên người người này không những dày đặc, mà còn sắc bén lạnh lẽo cực kỳ. Đây là loại đã chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được. Loại sát khí này chỉ có một số mập pháp của Phật đạo mới có thể tiêu trừ được, còn không vĩnh viễn không bao giờ mất. Hơn nữa người này tựa hồ có liếm khí thuật khá thần diệu, chỉ lộ ra bên ngoài một phần mười lượng sát khí mà thôi. Nhưng chỉ như thế thôi mà sát khí đã kinh người như vậy. Tu sĩ bình thường chống lại người này, chẳng những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng mê hồ thuật chỉ như là gãi ngứa, mà còn nếu như nhất thời sơ ý, bị cổ sát khí này vây lấy, nhất thời tâm trí sẽ bị đoạt mất, tu vi 10 phần đến lúc đó có thể phát huy ra 7, 8 đã là hay lắm rồi. Người này nếu mà tu luyện thất sát quyết thì tuyệt đối tu vi mỗi ngày đi ngàn dặm trong mắt lão giả Hàn Quang chợt lóe, âm trầm nói: "Theo lời của người này nói, tự nhiên là không biết hàn lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ tuy không nhiều nhưng yêu thú cấp năm tương đương với kết đan sơ kỳ thì đã giết hàng trăm cho nên sát khí trên người nặng vượt xa tưởng tượng thương hộ pháp ngươi không nên chỉ xem sát khí của hắn như thế nào chẳng lẽ ngươi muốn nhận người này làm đồ đệ sao đừng quên đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ sẽ không bái lại làm môn hạ của ngươi tráng hắn sau khi ngẩn ra một chút mang theo vẻ nghi hoặc nói thu hắn làm đồ đệ việc này đương nhiên không có khả năng Ta chỉ là đối với phương pháp hình thành sát khí cường đại như vậy của hắn cũng có chút hứng thú. Hẳn là phải có yếu quyết nào đó lão giả bình tĩnh nói. Nghe đến đó, tráng hắn hoàn toàn mất đi hứng thú. Bởi vì công pháp nhờ vào sát khí mà tu vi tinh tiến, phỏng trừng cả loạn tinh hải e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi. Pháp quyết hắn tu luyện không nằm trong số đó, tự nhiên sẽ không chút động tâm. Bất quá, tráng hắn sau khi nhớ lại điều gì đó, thuận miệng hỏi. Ngươi nói thiếu chủ có hứng thú đối với tử linh tiên tử của miểu âm môn, ta tại sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là thiếu chủ phân phó riêng cho ngươi tráng hán vẻ mặt lộ ra vẻ tiên nghi hoặc? Hắc hắc, sự tình này còn đợi thiếu chủ phân phó sao? Ngươi không phải không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì, mà tử linh tiên tử này, đích thực là đại mỹ nữ của cả loạn tinh hải. Chúng ta nếu có thể tác thành chuyện này, đem nàng dâng lên, đến lúc gió tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Phải biết rằng thiếu chủ đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, xem ra chỉ cần thánh tổ chỉ điểm một chút thì không tới trăm năm nguyên anh cũng có thể đạt tới lão giả cười âm âm nói tráng hán nghe xong lời này có chút hiểu được lập tức lại hưng phấn liên tục gật đầu chúng ta lúc nào động thủ thiếu chủ hình như cũng sắp chấm dứt bế quan tráng hán lộ ra vẻ cười độc ác xoa xoa tay nói việc này cũng không cần gấp tốt nhất là sau lần đại chiến này hãy đi làm dù sao cũng đã làm cho diệu âm môn biết thế lực cường đại của nghịch minh tinh chúng ta mới dễ dàng xuống tay được đến lúc đó còn không chịu khuất phục sao ta nghe nói miểu âm môn có một đoạn thời gian đem tổng đàn đặt ở trong thiên tinh thành đến lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cớ chúng tư thông với tinh cung còn sợ dám làm trái nữa sao lão giả thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói hay đối phương chỉ có hai trưởng lão kết đan sơ kỳ dám cản đường chúng ta sao cũng là thương đạo hữu túc trí đa mưu tráng hán vui vẻ cười to nói lão giả nghe vậy cười nhẹ trong lòng cũng có vài phần tự đắc thầm nghĩ cứ như vậy vừa có thể cường áp tên trưởng lão họ hàn của diệu âm môn kia. Đến lúc đó bắt hắn dâng pháp quyết tụ tập sát khí lên. Thật là nhất tiến hạ song biêu, nghĩ tới đây, lão giả híp hai mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hàn lập bay khỏi đám người lão giả lục bào, chấp một cái đã tới trên bầu trời cảng khẩu. Sau khi liếc vội nhìn mấy tên tu sĩ nghịch minh tinh ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ thần thức vô cùng cường đại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem Hàn Lập giam vào trong. Hàn Lập nhất thời kinh hoàng, nhưng lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại, yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng hắn đã sớm đoán trước việc này, đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn, nghịch minh tinh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tín vật mà thả cho đi. Phòng Trừng cầm lão quái nguyên anh kỳ cầm đầu sẽ tự mình dùng thần thức dò xét, để phòng ngừa những tu sĩ kết đan kỳ có thuật biến ảo dung mạo, giả dạng người khác hòng vượt qua kiểm tra. Hàn Lập ánh mắt kiên định dị thường không lộ ra vẻ bối rối. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến việc dùng thân phận giả. Bởi vì thay thôi dung mạo là cách che giấu kém nhất, nghe đồn trừ phi đem hai ba loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ quý giá ra, còn lại căn bản không thể gạt được thần thức cường đại của người dò xét. Nếu thay hình đổi dạng, dùng thân phận giả, vạn nhất bị người ta nhìn thấu. Ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ, khó có khả năng qua mặt được. Do đó, hắn tình nguyện mạo hiểm sau này bị đám người cực âm truy ra tung tích, Nhất nhất dùng thân phận trưởng lão của Diệu Âm môn là ứng phó. Nghĩ đến khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích thì hắn đã sớm đến ngoại tinh hải rồi. Ôm loại ý nghĩ này, Hàn Lập trấn tĩnh dị thường, mặc cho lão quái Nguyên Anh kỳ kia dùng thần thức dò xét một phen. Quả nhiên, thần thức kia thấy không có gì kỳ lạ, không lâu sau biến mất vô ảnh vô tung, cũng không tồn tại trên người hắn lâu. Hàn Lập thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh hướng cảng khẩu bay tới. Mặc dù cũng không sử dụng huyết sắc phi phong cổ bảo, nhưng hắn cũng không có ý giảm tốc độ lại đi được nửa ngày hàn lập định tiến vào thiên tinh thành đột nhiên nhướng mày ngừng lại dùng mắt nghi ngờ quan sát vùng phụ cận đánh giá vài lần đột nhiên thần sắc trầm xuống hàn lập nhấc tay lên cả người đứng ở trong một tầng hào quang màu xanh nhạt nhưng vẫn lở lửng tại chỗ không nhúc nhích một lát sau từ phía xa có hai đạo hào quang một lam một hồng phóng tới bọn họ trong chốc lát liền tới trước mặt hàn lập hào quang chợt lóe lộ ra hai gã tu sĩ ngân sam kim đái trẻ tuổi đây rõ ràng là tu sĩ nghịch minh tinh đều có tu vi kết đan sơ kỳ hai người này một người mặt trắng giống như nho sinh người kia ra tay đen nhánh là một đại hán cường tráng hai người này vừa xuất hiện liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hàn lập không nói lời nào bọn hắn hiển nhiên là dùng thần thức tập trung vào hàn lập tựa hồ sẵn sàng ra tay hàn lập thần sắc khẽ giật mình sau đó dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng nói hai vị đạo hữu có chuyện gì không Tại Hạ hiện giờ có việc gấp cần phải đi, nếu không có gì chỉ giáo, trước hết xin cáo từ. Ngươi không thể đi, phải theo chúng ta đến một nơi đại hán cao lớn vẻ mặt không thay đổi, lạnh như băng ra lệnh. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Tại Hạ chẳng lẽ đắc tội với hai vị, hay là nghịch tinh minh bá đạo, có thể tùy ý bắt người Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nét mặt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Vị đạo hữu này không cần tức giận, hai huynh đệ chúng ta chỉ là phụ mệnh truy đuổi bọn tinh cung còn sót lại. Vừa rồi có một tu sĩ Tinh Cung bị hai người chúng ta đả thương, nhưng thi triển một loại độn thuật quỷ dị, đã chạy trốn. Mà đạo hữu lại vừa trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Mà theo như chúng ta biết, Tinh Cung có vài loại bí thuật thay hình đổi dạng, hai người bọn ta không cách nào nhìn ra các hạ có biến đổi dung mạo hay không, vì thế xin mời đạo hữu hợp tác, tạm thời đi theo chúng ta một chuyến, nho sinh trẻ tuổi lời nói có chút khách khí, nhưng ý không cho Hàn Lập rời đi vẫn lộ rõ. Chương 502, Cổ Bảo Trị Uy, nghe xong câu này Hàn Lập lặng im không nói, sắc mặt không ngừng thay đổi tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Còn hai vị tu sĩ nghịch tinh minh kia thấy bộ dạng Hàn Lập như vậy bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Được rồi, dù sao tại Hạ Hiện cũng không có việc gì, thôi thì cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến. Hàn Lập bỗng nhiên bật cười, điềm tĩnh nói. Hai người nghe Hàn Lập nói vậy sắc mặt nhất thời thả lòng. Lão giả nho sam càng có chút đắc ý, mở miệng bộ dáng muốn nói gì đó đúng lúc này thì hàn lập bỗng nhiên ra tay tay phải của hàn lập vốn luôn được giấu trong tay áo bỗng vung lên sáu đạo thanh quang vô thanh vô tức bắn về phía đại hán đồng thời cùng lúc đó tay trái của hàn lập bỗng lật lại năm cái đồng hoàn màu sắc khác nhau hiện trong lòng bàn tay không ngừng rung lên phát ra tiếng ông ông ngươi dám ra tay nho sinh phản ứng cũng rất nhanh vừa thấy hàn lập ra tay tức thì há miệng phun ra một khối pháp bảo bình lập phương pháp bảo này màu sắc đen như mực nhìn rất giống như một cái nghiên mực cổ quái đại hán cũng không chút chậm chế vung tay lên tức thì một khối đại ấn bạch ngọc bay ra lập tức lớn lên gấp mấy lần bạch quang cuốn quanh đại ấn nghênh đón lấy sáu đạo thanh quang cẩn thận đồng hoàn kia là cổ bảo lúc này nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàn trong tay hàn lập giật mình lên tiếng nhắc nhở đại hàn nghe xong cũng giật mình nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân sau đó mơ hồ huyễn hóa thành 12 đạo kiếm quang bay vào tới trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cử kiếm màu xanh hung hăng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang. Còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi, hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhau chém tới. Đại hán giật mình kinh hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chập lại vận pháp quyết. Tức thì Lam Quang chợt bùng lên, mấy đạo phù văn từ trong cơ thể đại hán hiện ra. Lam Quang từ phù văn chợt sáng rực lên tạo thành một cái lồng lam sắc mang đại hán bao phủ vào bên trong. Lần này coi như đại hán dùng toàn lực ngạnh tiếp lấy thanh chức phong vân kiếm của Hàn Lập. Bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi lên tiếng nhắc nhở thì nho sinh vội vàng đưa tay chỉ lên pháp bảo hình nhiên mực đang lơ lửng ở trước ngực hắn. Cái nhiên mực tức thì xoay tròn, từng đạo sương mù đen kịt từ bên trong phun ra bao trùm khắp mấy trượt, tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận. Nho sinh không ngừng vận pháp quyết, vũ khí màu đen bắt đầu ngưng tụ lại, trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điểu đen thui. Mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước, kêu lên một tiếng, hồng quang chấp động bay vụt về phía hàn lập hàn lập ở phía đối diện cũng thấy rõ đồng hoàn trong tay sau khi cấp tốc chấp lên vài cái rồi mở đi trong không trung không thấy tung tích tiếp sau đó lòng bàn tay khẽ lật một cái một cái hoa lam hình dáng cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay mắt nhìn thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn công kích của mình nho sinh không giận mà ngược lại rất vui mừng khối mê huyễn nghiên kia của hắn chính là dùng phương pháp luyện chế từ cổ xưa tổn hao rất lớn mới có thể luyện thành để có được nó hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực mà hắn tích cóp cả nửa đời người nhưng trong lòng không có chút hối hận bởi vì cái pháp bảo này từ sau khi luyện chế thành công đã khiến cho nho sinh trong giới tu sĩ đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ thậm chí ngay cả khi gặp tu sĩ kết đan trung kỳ cũng có sức mà liều mạng một phen chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều một khi hãm thân vào trong mê vụ thì sẽ lâm vào huyến cảnh không cách nào thoát ra ngoài tận mắt nhìn thấy quái điểu lao thẳng tới trước người hàn lập trên khuôn mặt của nho sinh hiện nụ cười hung ác hai tay chập lại chuẩn bị vận pháp quyết điều khiển cho quái điều nổ tung nhưng đúng vào lúc này một âm thanh khe khẽ chợt vang lên bên tai của nho sinh tiếp đó cổ và tứ chi của nho sinh chợt xuất hiện năm cái đồng hoàn rồi ngay sau đó nho sinh cảm thấy pháp lực toàn thân đều biến mất không có cách nào để tụ nhất thời nho sinh cảm thấy cực kỳ kinh hãi đối với đồng hoàn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị hắn vốn đã hết sức cảnh giác nhưng đồng hoàn đột nhiên vô thanh vô tức chồng lên trên người thật sự là ngoài dự liệu của nho sinh. nhất thời, nho sinh sợ muốn hồn phi phách tán, đủ các ý nghĩ thoát thân hiện lên trong đầu hắn. lúc này ở bên cạnh cũng truyền tới một thanh âm cực lớn, thanh quang cùng bạch khí hòa quyện lẫn vào nhau. cự kiếm màu xanh cuối cùng cũng va chạm với đại ấn, bạch quang rực rỡ dễ dàng áp đảo lấy thanh quang, cự kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi gãy tan làm mấy đoạn. đồng thời, sáu đạo thanh quang còn lại cũng đánh thẳng vào lớp phù văn cổ quái đang bảo hộ đại hắn kia. âm um, âm um từng tiếng nổ vang lên, trong ánh lam quang, phù văn không ngừng chuyển động để ngăn lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng phá vỡ vòng bảo hộ. Hàn lập khẽ kêu ồ một tiếng, tựa như cảm thấy ngoài dự đoán của mình. Xem ra ích tà thần lôi của thanh trúc phong vân kiếm hiện tại quả nhiên do thời gian tu luyện quá ngắn khiến cho nó chưa thể có uy lực lớn được. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để Hàn Lập suy nghĩ nhiều, quái điểu màu đen kia đã tới trước mặt hắn. Mặc dù không có pháp lực của nho sinh duy trì, nhưng cái pháp bảo nghiên mực kia lại có sự tương giao thần thức với nho sinh, vẫn khu xử quái điểu không chút giảm uy lực mà tấn công. Hàn lập hư lạnh một tiếng, hoa lam trong tay hào quang phát sáng rực rỡ. Một luồng bạch quang cực lớn từ hoa lam tỏa ra cuồn toàn bộ quái điểu vào bên trong. Nhìn thấy như vậy, nho sinh mặt không còn một chút máu. Không thể nào, người còn có cổ bảo khác nữa, người rốt cuộc là ai? Hắn lộ ra vẻ khó mà tin nổi một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bảo bên người đã là một việc vô cùng may mắn rồi bởi vì khi cổ bảo xuất thế thì đa phần đều rơi vào tay các tu sĩ nguyên anh kỳ còn tu sĩ kết đan kỳ phổ thông mà muốn sở hữu cổ bảo thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn nhưng khi hàn lập trước sau tế xuất đồng hoàn cùng hoa lam hai loại bảo vật không khỏi khiến cho nho sinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ chỉ là hàn lập lúc này không có tâm tư trả lời mà chỉ lẳng lặng ném hoa lam ra tức thì bạch quang lóe lên hoa lam bay vọt ra nghênh đón đại ấn rồi bao trùm nó vào bên trong, khiến cho đại ấn không ngừng bay khắp nơi trong bạch quang nhưng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiếp đó Hàn Lập không chút chậm trễ, 10 ngón tay co lại phát ra hơn chục đạo kiếm khí. Mục tiêu chính là Nho Sinh đang bị ngũ hành hoàn phong tỏa. Không, Nho Sinh chỉ kịp kêu lớn một tiếng, trên người tức thì bị xuyên thủng người mấy lỗ hồng, thân hình lảo đảo mấy cái lập tức mất mạng. Đáng tiếc một thân công pháp của hắn chưa kịp thi triển chút nào, thì đã bị ngũ hành hoàn phong tỏa chân nguyên khiến cho hắn dù thủ đoạn đầy mình cũng vô pháp thi triển. Hàn Lập vẫy nhẹ tay, ngũ hành hoàn biến thành một đạo hào quang rời khỏi thi thể Nho Sinh trở về tay Hàn Lập. Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Lập liếc qua hướng khác. Đại Hán lúc này mặt đầy mồ hôi đang thi triển pháp quyết muốn thu hồi đại ấn về, nhưng nhất thời vẫn chưa thành công. Sáu đạo thanh quang kia vẫn đang không ngừng đánh vào lớp hào quang phù văn bên ngoài nay đại hán thấy nho sinh dễ dành mất mạng khiến cho trong lòng hắn nhất thời kinh hãi thấy hàn lập lạnh lùng nhìn trong thâm tâm của đại hán bỗng chợt ớn lạnh đại hán chợt cắn răng hóa thành một đạo lam quang vụt bay đi ngay cả pháp bảo vốn tương thông với nguyên thần của mình cũng vứt bỏ không thương tiếc người này hành sự cũng rất quyết đoán hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại ngũ hành hoàn trong bàn tay lần nữa biến mất chỉ trong nháy mắt ngũ hành hoàn trong ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu của đại hán đang đào thoát một cách quỷ dị Tiếp theo đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Đại Hán, những phù văn của đồng hoàn bắt đầu hiện ra quanh người Đại Hán. Tức thì độn quang lam sắc đình chỉ, cả người Đại Hán vô lực rơi thẳng xuống phía dưới. Hàn quang lóe lên trong mắt Hàn Lập, một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người Đại Hán, chém Đại Hán ra làm đôi. Tới lúc này, tu sĩ hai kết đan kỳ của nghịch tinh minh đều đã mất mạng trong tay Hàn Lập. Hạ xuống dưới, hàn lập nhẹ nhàng thu lấy túi chữ vật của cả hai dùng thần thức lục soát sơ qua rồi thu hồi đại ấn trong hoa lam cùng pháp bảo hình nghiên mực vô chủ đang lơ lửng ở trên không trung hàn lập cũng không khách khí mà thu lấy đạo hữu trốn ở đó nhìn lén đã lâu cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi chứ hàn lập chắp hai tay sau lưng cúi đầu nhìn xuống mặt nước lãnh đạm nói thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng khắp mấy hải lý trên biển một cơn gió biển lành lạnh thổi qua bốn phía vẫn im lìm không chút tiếng động Thấy như vậy, Hàn Lập bất giác thở dài một hơi. Các hạ nhất mực tiềm ẩn dưới biển, không lẽ thật nghĩ tại hạ không đưa đạo hữu ra được sao thần sắc Hàn Lập trầm xuống, khẩu khí cũng dần đanh lại. Đạo hữu chậm đã, tại hạ xin ra ngay giường như bị Hàn Lập chỉ ra chỗ ẩn náu nên nhân vật giấu mình kia cuối cùng cũng nhịn không được phải lên tiếng. chương 503, Lăng Ngọc Linh, vừa nghe thanh âm người này, Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tiếp theo đó mặt nước phía dưới khẽ dao động, sau khi bạch quang chợt lóe một tu sĩ từ bên dưới chậm rãi bay lên. Người này mặc y phục màu trắng của tinh cung, tóc đen dài tới vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thần sắc thong thả nhìn Hàn Lập. Nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy rõ mặt người này thì khuôn mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người này có khuôn mặt trắng như ngọc, mắt phượng mày ngài, thân hình mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ. Nhưng cái làm Hàn Lập không thể tin được đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay nữ. Nếu nói người này là nữ thì người này khóe miệng lại như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng nếu nói hắn là nam thì dung nhan lại quá mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra một mị lực tạo nên một sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh là gì, tại hạ là ngoại sự chấp pháp của tinh cung lăng Ngọc Linh, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu mạng. Thanh âm của người này phát ra rất dễ rung động lòng người. Chỉ có điều thanh âm cũng trung tính khiến cho Hàn Lập nhíu mày đau đầu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm người này khiến cho hàn lập bất giác nhớ tới điền bất khuyết của thiên nam ma đạo hợp hoan tông nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì hai người này lại hoàn toàn không giống nhau điền bất khuyết mặc dù cũng có thân hình tuyệt mỹ nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân phận nam nhân của hắn còn tên gia hỏa lăng ngọc linh đang đứng trước mặt mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân nhưng bên trong lại như ẩn chứa vẻ phấn son huống chi thanh âm lại nhẹ nhàng mềm mại thật khó để người ta phân biệt Tại hạ Hàn Lập, vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, nếu không phải đối phương bước bách quá đáng thì Hàn Mỗ cũng sẽ không xuống tay độc ác như vậy trong thâm tâm Hàn Lập mặc dù kinh dị nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình nói. Bất kể như thế nào thì Lăng Mỗ đối với đạo hữu vẫn cảm kích vạn phần Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười, lờ đáng lộ ra vẻ phong tình. Hàn Lập nhìn thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn lạnh. Dưới tình huống không rõ nam hay nữ như thế này khiến cho Hàn Lập đối với cái đẹp của đối phương chỉ đành nhắm mắt cho qua đạo hữu sao lại vội vã đi như vậy không lẽ người muốn đi thiên tinh thành sao hiện tại nơi đó đang bị giới nghiêm rất khó tiến vào đạo hữu nếu không chê thì lăng mỗ nguyện lòng dẫn đạo hữu vào trong thành coi như là báo đáp ân cứu mạng lăng ngọc linh thu lại nụ cười hai mắt sau khi khẽ lưu chuyển nghiêm túc nói đối phương nói lời này đúng là ngoài ý muốn của hàn lập bất quá hắn suy nghĩ rất nhanh người này đồng ý dẫn mình vào thành nguyên nhân chủ yếu là do mình vừa tiêu diệt hai tu sĩ của nghịch tinh minh điều đó chứng tỏ giữa mình với nghịch tinh minh không có chút quan hệ. Hiện tại, đối phương đã chủ động đề nghị đương nhiên Hàn Lập cũng không từ chối. Hàn Lập ra vẻ suy nghĩ rồi từ từ nói, động phủ của Hàn Mỗ chính là tại thiên tinh thành, hiện tại gấp gáp lên đường chính là để quay về phủ. Nếu như đã không có cách nào vào trong thì có lẽ phải nhờ lăng đạo hữu một lần vậy. Tốt lắm, đạo hữu đã không chút do dự tiêu diệt hai người kia tự nhiên không cần phải chứng minh tư cách nhập thành, tinh cung chúng ta rất hoan nghênh đạo hữu chỉ là tu sĩ truy sát lần này không chỉ có hai người bọn họ mà còn có mấy người nữa pháp lực cũng không yếu chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi đây lăng ngọc linh vừa nghe hàn lập nói như vậy tức thì cười khanh khách trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động mà nhìn lần này hàn lập không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu hai người hóa thành thanh bạch hai đạo quang mang bay đi về hướng thiên tinh thành trên đường đi hàn lập vừa tò mò vừa cẩn thận chăm chú quan sát đối phương tà áo của lăng ngọc linh mặc khá rộng từ ngoài nhìn vào khiến người ta không thể nhìn ra một chút đặc tính nam hay nữ. Chỉ có điều, sau khi tỉ mỉ quan sát thì Hàn Lập phát hiện ra hắn không hề có ít hầu. Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể khẳng định đối phương là nữ. Bởi vì theo Hàn Lập biết thì trên thế gian có một công pháp quỷ gì có thể điên đảo âm dương, có công dụng thay đổi một số bộ phận đặc biệt giữa nam và nữ. Người này không phải là sẽ tu luyện thứ công pháp này chứ. Trong đầu Hàn Lập bất giác có suy nghĩ cổ quái này. Tựa như biết Hàn Lập đang chú ý quan sát mình, Lăng Ngọc Linh bất giác hướng về phía Hàn Lập mà cười cười, khiến cho hắn xấu hổ mà quay đầu đi nơi khác. Đạo hữu bên người có hai kiện cổ bảo, xem ra quả là người được ông trời yêu ái. Không biết đồng hoàn cổ bảo có lai lịch như thế nào. Tại hạ mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài món cổ bảo nhưng chưa từng thấy thứ nào lại có thần thông như thế cả Lăng Ngọc Linh vừa thi triển độn quang, vừa như vô ý hỏi Hàn Lập. Không có gì, chỉ có so với người thường thì có cơ duyên hơn một chút thôi, Hàn Lập đương nhiên là không nói thật, sắc mặt không đổi trả lời cho qua chuyện. Ha ha, bất quá đạo hữu có thể một mình hạ sát hai tu sĩ đồng cấp như vậy đúng là không tầm thường chút nào. Không biết Hàn đạo hữu có hứng thú gia nhập tinh cung chúng ta hay không. Tại hạ có thể tiến cử cho đạo hữu gia nhập Lăng Ngọc Linh thấy Hàn Lập không muốn trả lời, chỉ khẽ cười không miễn cưỡng, rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ. Hàn Lập đang độn qua nghe thấy như vậy bất giác nhíu mày vị lăng ngọc linh này tựa hồ như không dễ đối phó ban đầu thì chủ động dẫn mình vào thành bây giờ lại đưa ra cho mình một vấn đề khó trả lời hiện tại gia nhập làm tu sĩ tinh cung chẳng phải là làm chốt thí cho người ta sao hàn lập nói sao đi nữa cũng không muốn tự mua dây để trói mình vì vậy suy nghĩ một chút hàn lập ho nhẹ một tiếng rồi nói mặc dù tại hạ với quý cung ngưỡng mộ từ lâu nhưng diệu âm môn với tại hạ đã từng có đại ân hàn mỗ thân là khách khanh trưởng lão của rượu âm môn nên chỉ sợ không tiện thật lòng xin lỗi hàn lập không chút khách khí mang rượu âm môn ra làm tấm bia để đỡ đạn không sao hàn đạo hữu có thể giữ lời với người ta như thế thật khiến cho lăng mỗ bội phục nhưng tinh cung chúng ta bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh người như đạo hữu gia nhập lăng ngọc linh thấy hàn lập uyển chuyển từ chối sắc mặt không hề bất mãn mà chỉ bình thản cười cười rồi trò chuyện cùng hàn lập về những bí văn thú sự của loạn tinh hải chứ cũng không nói gì về chuyện giữa tinh cung cùng nghịch tinh minh nữa thấy đối phương chuyển biến nhanh như vậy, Hàn Lập đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng ứng phó. Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi Thiên Tinh Thành hiện ra trước mặt. Nhìn thấy Thiên Tinh Thành, trên khuôn mặt cả hai không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi hai người còn chưa kịp tiếp cận thì không biết từ đâu bay đến một đội tu sĩ gồm bốn nam một nữ. Dẫn đầu là một trung niên tu sĩ kết đan sơ kỳ sắc mặt vàng vọt, còn những người khác thì chỉ cấp độ trúc cơ kỳ. Tham kiến lăng hộ pháp bốn người trúc cơ kỳ nhận ra lăng ngọc lình vội bay tới cúi người thi lễ xem ra cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ này danh tiếng tại tinh cung có vẻ không hề nhỏ. Vị tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia cũng vui mừng bước tới hỏi. lang sư đệ người không sao chứ? Sư huynh nhận được tin nam minh đảo bị tập kích khiến cho ta rất lo lắng. Ồ, vị đạo hữu này là ai vậy? Tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt, có chút nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập. Ta trên đường đi bị hai tu sĩ của nghịch tinh minh truy sát, may mắn nhờ vị Hàn đạo hữu này ra tay tương cứu. Đồng thời động phủ của Hàn Đạo Hữu chính là được thiết lập tại Thiên Tinh Thành. Vì vậy ta mới cùng Hàn Đạo Hữu trở về đây. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Lăng Ngọc Linh lãnh đạm nói. Không biết là do đi trên đường lao lực hay sao mà lúc này sắc mặt của hắn sẽ tô vài phần trắng bệch ra hơn so với lúc trước khi Hàn Lập nhìn thấy, khiến cho người ta ngầm cảm thấy có chút nhu nhược yếu đuối. Nếu đã là ân nhân cứu mạng của Lăng Sư Đệ thì đương nhiên là không có vấn đề. Lăng Sư Đệ, người bị thương sao? tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm, điều này lọt vào mắt Hàn Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi chợt động. Không sao, mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh chúng một chút, nhưng ta có thiên hương tác hộ thân, vì vậy không có gì đáng ngại khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh thoáng hiện chút màu hồng nhưng thần sắc lại càng thêm lạnh lùng. Ta có một viên thiên linh đan, lang Sư Đệ, người hãy dùng trước đi cho đỡ phải tổn hao nguyên khí tu sĩ mặt vàng nghe xong như càng thêm lo lắng. Thoáng một chút trần chờ, hắn lấy ra một cái bình nhỏ ân cần đưa tới. Lăng Ngọc Linh vừa nhìn thấy, sắc mặt bất xác trầm xuống tựa như muốn nổi giận. Nhưng sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, đột một chuyển giận thành vui nói. Vậy sư đệ tạ ơn sư huynh đã tặng thuốc, ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo tình hình về Nam Minh Đảo. Vị hàn đạo hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào thành. Sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt ân nhân cứu mạng của ta Lăng Ngọc Linh khẽ đưa bàn tay trắng muốt như ngọc mỉm cười nhân lấy tiểu bình, khuôn mặt phảng phát như hoàn toàn trở thành một nữ nhân, cả người tỏa ra một nét phong tình vạn trùng. Không vấn đề, hôm nay chính là ca của vương trưởng lão, ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu. Vị hàn đạo hữu này cứ giao cho sư huynh là dược rồi tu sĩ mặt vàng thấy Lăng Ngọc Linh đột nhiên mềm mại nói với mình như vậy bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm. Hàn lập thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt bất giác lóe qua một tia dị sắc. Không lẽ người này thật là nữ nhân sao? Bằng không sao tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra mê mẩn tới như vậy? trong lòng Hàn Lập cực kỳ nghi hoặc, chương 504, truyền tống giữ điều kiện, mặc dù đạo hữu đối với lăng sư đệ từng có ân viện thủ, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi, do tình thế hiện tại rất đặc biệt, đạo hữu hẳn là có thể lượng thứ cho. Tu sĩ mặt vàng sau khi nhìn lăng Ngọc Linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh giá sơ Hàn Lập một cái, lãnh đạm nói. Đạo hữu có gì cứ việc hỏi Hàn Lập thần sắc vẫn như thường mà trả lời. Vậy là tốt rồi, trước tiên là nói về nói thân phận của đạo hữu ta cần phải xác nhận thân phận có đúng hay không tu sĩ mặt vàng lạnh nhạt nói. Hàn lập gặp tình hình như vậy cười khẽ, tại hạ là trưởng lão diệu âm môn, đây là lệnh bài của tại hạ, mà khối này là lệnh bài của động phủ trong thành. Đạo hữu hẳn là có thể nhận biết thật giả Hàn Lập đưa tay vào túi chữ vật lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau, rồi bình tĩnh đưa cho đối phương. Diệu âm môn, cha xem diệu âm môn trưởng lão có người này hay không. Tu sĩ mặt vàng không khách khí tiếp lấy lệnh bài, cũng không quay đầu lại, ra lệnh. Người trong đội ở phía sau là một nữ tu sĩ thanh tú nghe vậy hơi chút sừng sốt, nhưng cũng lập tức làm theo. Nàng lục trong túi chữ vật của mình một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, dụng thần thức dò xét một lần, sau đó lại nhìn chằm chằm hàn lập xem xét thêm vài lần, rồi mới cung kính nói. Triệu hộ Pháp, diệu âm môn có một vị trưởng lão họ hàn, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng không khác nhau. Ồ, hai khối lệnh bài cũng là thật, xem ra thân phận không phải là giả. Tu sĩ mặt vàng nghe vậy, mặt không lộ vẻ gì gật đầu. Được rồi, các người tiếp tục dò xét phụ cận, ta đưa vị đạo hữu này làm thủ tục nhập thành tu sĩ mặt vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàn Lập rồi nói. Vâng, bốn người phía sau mở miệng đáp, sau đó tu sĩ mặt vàng không nói gì, hướng tới Hàn Lập ra dấu mời, rồi hướng thiên tinh thành bay đi. Hàn Lập hóa thành một đạo hồng quang phi độn theo sau. Không bao lâu, tu sĩ mặt vàng dẫn Hàn Lập bay tới gần tường thành của thiên tinh thành, rồi bay tới cửa thành dọc đường mặc dù cũng không có người khác tiến tới tra hỏi. Nhưng Hàn Lập phóng thần thức ra xem xét một lượt phát hiện trên đường tối thiểu có 4 năm tu sĩ ẩn mặt, trong đó mặc dù đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có hai gã kết đan kỳ ẩn thân. Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi nhưng trong lòng không khỏi dùng mình, xem ra sau khi Nam Minh đảo bị tập kích thì quả nhiên cảnh giới cũng nghiêm ngặt hẳn lên. Nếu không có người dẫn đường, hắn muốn lẻn tiến vào thiên tinh thành sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng. Cửa thành có chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành. Hơn nữa khi tiến gần lại Hàn Lập mới phát hiện trên tường và cửa thành lúc này lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ có cấm chế ở trên. Tu sĩ mặt vàng vừa hạ xuống liền hướng vị tu sĩ lão giả áo trắng đang ngồi mà tiến tới. Vị lão giả có bộ dâu dê không dài, trên mặt có nếp nhăn, đang ngồi trên một cái ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần. Vu hộ pháp, vị này đúng là hàn trưởng lão của Diệu Âm môn, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài không có vấn đề gì. Hiện tại làm phiền vu hộ pháp cho vào thành, ta còn phải tiếp tục dò xét bên ngoài, không cách nào đợi lâu được hắn hướng vị lão giả kia ôm quyền nói, tựa hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của Hàn Lập khi thấy lão giả này thì trong lòng cũng tăng thêm ba phần cảnh giác. Người này đúng là một vị tu sĩ kết đan trung kỳ, không trách tu sĩ mặt vàng bộ dáng không dám đắc tội đối với lão ta. Diệu âm môn, mi mắt của lão giả chậm rãi mở ra, tựa hồ còn có chút mơ màng. Đúng vậy, hơn nữa vị đạo hữu này đã từng ra tay nghĩa hiệp trợ giúp Lăng sư đệ do dự một hồi, tu sĩ mặt vàng có chút miễn cưỡng nói thêm một câu. "Ồ, thật ngạc nhiên, ta biết rồi, Triệu Đạo Hữu hãy trở về đi." Trong mắt lão giả Hàn Quang chợt lóe, ẩn chứa tinh quang từ trong mắt bắn ra, nhưng lập tức biến mất, thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực, hết sức mơ hồ. Tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão giả này cũng không có để ý, liền ôm quyền rồi rời đi không ngó tới Hàn Lập. Hàn Lập yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lão giả mà không nói gì cả. Diệu âm môn có tử linh nha đầu, ta đã gặp qua vài lần. Thật là một cô nương lả lướt, vị trưởng lão diệu âm môn này, ta ngẫu nhiên cũng có nghe nhắc tới hai lần, đáng tiếc là không có duyên gặp. Bất quá, xem đạo hiếu tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng giống như lăng đạo hiếu, tu luyện công pháp vĩnh trú dung nhan. Theo ta được biết phàm là loại công pháp này đều cực kỳ âm tính, nam tử sau khi tu luyện cũng không có gì tốt hai trong mắt của lão giả nhìn chằm chằm vào hàn lập mà chậm rãi nói. Nói vậy, lăng đạo hữu đúng là nam tử, tại hạ cũng không có tu luyện chú nhan công pháp gì cả. Chỉ là đã từng dùng một viên định nhan đan mà thôi hàn lập cực kỳ trầm tĩnh, bất động thanh sắc hỏi. Lăng đạo hữu là nam hay nữ, cho dù là tinh cung chúng ta sợ cũng không mấy người biết, lão phu lại càng không biết, bất quá, hắn tu luyện công pháp chú nhan khẳng định là thật. Ha ha, thật ra hàn đạo hữu vận khí cũng không tệ, ngay cả định nhan đan là đan dược hy hữu như vậy mà cũng có cơ duyên uống được lão giả cười khẽ, chậm rãi nói một hồi. Hàn lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra, lão giả lại nói tiếp. Được rồi, không nói nữa, đã có người kiểm tra qua thân phận của ngươi, lão phu cũng không đa sự, bất quá hôm nay so với lúc bình thường khác nhau, cho nên quy củ cũng thay đổi, đạo hữu nên nghe kỹ, lão phu chỉ nói một lần. Hai hàng lông mày hàn lập nhíu lại, cũng không mở miệng nói gì thêm. Hiện tại đạo hữu hữu có hai lựa chọn, một là tạm thời gia nhập phe tinh cung chúng ta nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch như vậy ngươi ở trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường không chịu hạn chế gì sau mỗi nhiệm vụ tinh cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh tuyệt đối sẽ không để cho chư vị đạo hữu suốt lực tay không hai là không muốn tham chiến muốn ở tại trong thành trú ngụ thì cũng có thể tinh cung chúng ta cũng không miễn cưỡng chư vị đạo hữu nhưng có thêm chút quy định khi toàn thành giới nghiêm không cho phép tùy ý rời đi khỏi chỗ ở nếu không đội ngũ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai. Bây giờ Hàn Đạo Hữu có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi thần sắc của lão giả đột nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt của Hàn Lập cũng thay đổi, nhất thời im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ. Lão giả thấy vậy, cũng không thúc giục Hàn Lập, chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại. Trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia gian trá, không biết sau khi vào thành, tại hạ có được sử dụng truyền tống trận đi ra ngoại tinh hải không? Trầm ngâm một lát Hàn Lập rốt cục cũng trầm giọng hỏi. Lúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có thể, nhưng hiện tại thì không được, muốn đi ngoại tinh hải thì phải làm cho tinh cung chúng ta một việc mới được, lão giả cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào, phảng phất sớm đoán trước một phần câu hỏi của Hàn Lập. Làm chuyện gì? Hàn Lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, khi bắt đầu đại chiến theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, đó là đánh chết một gã tu sĩ đồng cấp nghịch tinh minh với mình là được lão giả mỉm cười thản nhiên nói khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng nghe xong điều kiện này trong lòng hàn lập liền cười khổ xem ra cao tầng của tinh cung đúng là định bức bách bọn tu sĩ muốn rời đi cho dù không thể ra sức cho tinh cung thì cũng phải nhiễm máu của nghịch tinh minh tu sĩ mới được một là có thể làm yếu đi thực lực của nghịch tinh minh mặt khác các tu sĩ này sau đó cũng không cách nào đầu nhập vào nghịch tinh minh Ta khi cùng lăng đạo hữu phản hồi trở về trên đường đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp, chẳng biết việc này có tính được hay không. Hàn lập thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt hỏi, đánh chết hơn một gã, người cùng lăng ngọc linh, lão giả có chút đổi sắc, không sai hàn lập không trần chờ, gật đầu nói, đáng tiếc, cái này không tính được, người phải báo danh cho chúng ta và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới tính, trước đó có diệt sát bao nhiêu đi nữa cũng không có ích lợi gì lão giả rốt cục cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói đạo hữu phỏng trừng đại chiến khi nào sẽ bộc phát? Hàn lập sờ sờ cầm, tư lự hỏi. Hẳn là rất nhanh thôi, phỏng trừng do chuyện của mấy hôm nay và nghịch tinh minh cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo. Nên muốn đánh bất ngờ tấn công Thiên tinh thành chúng ta, phỏng trừng bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn Hàn lập lần nữa nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ bình thường nói. Ta báo danh, sau khi giết một gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền tống đi ngoại tinh hải Hàn Lập cũng không thể lo lắng nhiều, tỉnh táo nói. Tốt, ngươi cầm chiếc nhẫn này, có chiếc nhẫn này làm bằng chứng ngươi tạm thời cũng tính là một thành viên của tinh cung chúng ta, khi đại chiến bắt đầu thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến lão giả lục lọi ở trên người một hồi mới lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng, mặt không đổi sắc mà đưa ra. Chương 505, Liễu Ám Hoa Minh, Hàn Lập nhận lấy chiếc nhẫn, không có chần chờ liền đeo lên ngón tay. Lão giả thấy vậy cũng mỉm cười, được rồi ngươi có thể vào thành hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động thời gian còn lại là toàn thành đều là giới nghiêm đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn sẽ truyền tin tức cho ngươi ngươi cứ ở tại động phủ chờ tin tức nói xong lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa hàn lập nhìn sâu vào hai mắt lão giả rồi đi thẳng vào trong thành vào cửa thành lúc này trên đường trong thiên tinh thành ít có bóng người chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tu sĩ ở trên không bay qua những người khác đều trốn ở trong nhà, một quang cảnh thật tiêu điều. Hàn lập sắc mặt như thường nhưng trong lòng thầm kêu may mắn. Nhìn thấy tình hình bệnh trong thành thì tám chín phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước các nhu yếu phẩm tại Nam Minh Đảo, sợ rằng lúc này thật sự đau đầu vô cùng. Hàn lập khẽ cười một tiếng, người tự hóa thành một đạo hồng quang bay lên không trung, sau đó hướng Thánh Sơn động phủ mà tới. Khi bay qua phường thị gần Thánh Sơn thì Hàn lập cũng nhìn sơ qua. Quả nhiên các cửa hàng cũng bị đóng cửa, một bóng người cũng không có. Hàn Lập lắc đầu, không dừng lại bay về phía tầng 39 của Thánh Sơn. Vừa tiến vào khu vực Thánh Sơn, Hàn Lập liền cảm thấy sự đề phòng so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt, âm thầm đánh giá chú ý thì thần thức của hắn nhận thấy có rất nhiều thần thức đảo qua gặp chiếc nhẫn màu vàng trên tay hắn thì mới tự động rời đi, không có người nào hiện thân ra hỏi Hàn Lập. Làm cho Hàn Lập nhướng mày chính là trong đó cũng có thần thức của tu sĩ kết đan hậu kỳ hàn lập làm bộ như không biết một hơi bay tới trước động phủ của mình bên ngoài động phủ có cấm chế so với lúc hắn rời đi giống nhau không chút thay đổi nhưng hàn lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế ngơ ngác nhìn một hồi chốc lát sau lại thở dài lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn còn lâm vào thế sinh tử thậm chí có thể đã rời động phủ đã gần trăm năm chuyện này làm cho hàn lập có một chút thương cảm hắn dùng cấm chế lệnh bài im lặng mở ra cấm chế rồi từ từ đi vào bên trong phủ tất cả tự nhiên vẫn duy trì nguyên dạng. Hàn Lập đi tới nơi quan tâm nhất là trùng thất nhìn thoáng qua, nhìn thấy phệ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự, mới chính thức yên lòng. Bất quá, hắn lập tức dùng túi linh thú đem tất cả phệ kim trùng đưa vào trong, sau đó đi tới dược viên đem tất cả linh dược hái xuống thu vào túi chữ vật. Làm xong tất cả, Hàn Lập tạm thở ra một hơi, chậm rãi đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu tự tính toán kế hoạch sau này. Phải giết chết một gã tu sĩ nghịch tinh minh đồng cấp, mới có thể sử dụng truyền tống trận đến ngoại tinh hải, điều kiện này đối với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng Hàn Lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu người của Tinh cung có thể sẽ biết tin tức hư thiên đỉnh ở trên người hắn, dù sao hắn cũng không cách nào biết được mấy lão quái khi nào thì rời khỏi hư thiên điện. Vạn nhất đến lúc đó các lão quái tiết lộ ra tin tức này, hắn đúng là rơi vào tử lộ. Trừ việc đó ra, hắn vẫn còn một chút băn khoăn khác. Mặc dù khả năng không lớn nhưng hắn cũng sợ cho dù đạt thành điều kiện này thì lúc đó cao tầng của tinh cung sẽ thêm điều kiện gì khác nữa, lúc đó thì hắn chỉ có nước trợn mắt mà nhìn chứ không cách nào sử dụng truyền tống trận được. Dù sao cao tầng cho dù đổi ý, đám tu sĩ như bạn họ sao có thể bắt đối phương tuân thủ điều kiện được chứ? Bởi vậy, mặc dù ở cửa thành hắn không đổi sắc mặt liền đáp ứng điều kiện của tinh cung, nhưng ngay từ đầu hắn không định sẽ thành thật chờ tới khi tinh cung gọi đến. Hắn chuẩn bị dò xét tình huống để phòng ở phụ cận truyền tống trận, có thể hay không lén trộm truyền tống ra ngoài, nếu có thì hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội mà rời đi như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với tinh cung nhưng dù sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật nguyên anh kỳ truy tung hắn tựa hồ cũng không quan tâm đến việc này hàn lập trong lúc trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp đi qua vài lần kinh biến thân cùng tâm của hắn có chút mỏi mệt uể oải không chịu nổi ngày hôm sau hàn lập tinh thần tỉnh táo trở lại sắc trời sáng rõ hắn chậm rãi đi ra động phủ bay lên không trung nhìn về mọi nơi Mặc dù tu sĩ so với lúc bình thường kém xa, nhưng số lượng so với ngày hôm qua lúc hắn vào thành thì cũng khác biệt. Xem ra đây là thời gian có thể tự do hoạt động. Hàn lập không trần chờ, trước tiên độn quang bay một vòng quang phụ cận, thấy không có người nào dám thị và chú ý mình liền hướng tầng 50 bay tới. Trên đường ngoài việc đề phòng ra cũng không có gì khẩn cấp, không bao lâu hàn lập bay tới nơi có thiết lập truyền tống trận ở tinh không điện. Hắn không dừng lại, làm như đi ngang qua mà thôi, chỉ nhìn qua tinh không đại điện nhưng trong nháy mắt, thần thức của Hàn Lập lặng lẽ tiến vào trong điện. Lúc bắt đầu rất thuận lợi, cơ hồ không có bất cứ trở ngại cho việc xâm nhập vào đại bộ phận khu vực bên ngoài điện nhưng khi thần thức đến gần bên trong điện, bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế màu vàng xanh. May mắn Hàn Lập thấy vậy cũng không lỗ mãng động tới cấm chế, thần thức liền vội vàng rút lui trở về. Cùng lúc đó thần sắc cũng trầm xuống, mặc dù phỏng trừng cấm chế tất nhiên không ngăn được thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu sĩ trong điện hàn lập sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tại không trung hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại bởi vì có cấm chế nên hắn cũng không phát hiện trong điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ lẽ tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này trong điện nhiều lắm chỉ có tu sĩ kết đan trung kỳ hoặc hậu kỳ dù sao so sánh với độ trọng yếu thì tinh không điện này sẽ không quá quan trọng để cho cao tầng của tinh cung chú ý đến Hàn Lập bay đi ra ngoài một khoảng cách đủ xa rồi theo lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu mà bay về. Sau khi dọ thám qua tinh không điện một lần, Hàn Lập có chút không cam lòng lại lần nữa đem thần thức thả ra. Xem cấm chế cái gì sơ hở, nhưng là chưa kịp phát hiện cấm chế có gì sai lệch, thì có một thanh âm thô lỗ đột nhiên truyền vào trong tai. Trương Đạo Hiếu, tình hình thế nào? Tên canh giữ truyền tống trận nói thế nào? Ba ngàn linh thạch một người mà cũng không được sao? Cái này là số lượng lớn nhất mà chúng ta có thể xuất ra. Hàn Lập nghe nói thế, đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng chợt động. Ánh mắt hướng về phía xa xa nhìn thấy hai gã tu sĩ, tốc độ độn quang nhất thời chậm lại. Hai gã tu sĩ này, một vị trung niên mặt đen, một vị hán tử khác cao gầy, tu vi hai người đều là trúc cơ kỳ trung kỳ. Câu vừa rồi chính là trung niên mặt đen hướng tới hán tử cao gầy mà lo lắng hỏi. Hai người có vẻ có chút cẩn thận, cũng có dùng chút ám ngữ, nhưng với thần thức cường đại của Hàn Lập bao phủ cũng nghe rõ ràng từng chữ một. Hừ cẩn thận một chút, hãy truyền âm mà nói chuyện hán tử cao gầy có chút khẩn trương liếc mắt nhìn mọi nơi, nhưng Hàn Lập cũng cực kỳ tinh nhạy, trong nháy mắt liền ẩn giấu thân hình, lập tức tiến vào trạng thái thu liếm khí tức, nên cũng không bị phát hiện. Cùng lúc đó, Hàn Lập đem thần thức đang phóng ra các phương lập tức thu hồi, tất cả đều tập trung tới hai người, chuẩn bị nghe lén hai người truyền âm. Cũng do Hàn Lập có thần thức cao hơn hai người rất nhiều mới có thể thần không biết quỷ không hay mà không bị phát giác, nếu không dựa vào tu vi kết đan kỳ của hắn cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy mới có thể nghe lén hai người truyền âm. Mặc dù đối phương cùng tại hạ có một chút quen biết, nhưng tự ý cho người đi ngoại tinh hải vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ. Hắn nói, trừ phi là 5.000 linh thạch một người, nếu không cũng đừng nghĩ tới, cái này cũng còn do chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, đối với tinh cung mà nói cũng không có phân lượng nhiều lắm, nếu là tu sĩ kết đan kỳ, cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn nữa, hắn tuyệt sẽ không dám làm đâu hắn từ cao gầy cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm. Năm ngàn, hắn thật muốn đem mấy người chúng ta làm dê béo sao, chúng ta chỉ là tán tu trúc cơ kỳ, làm sao có nhiều linh thạch như vậy trung niên mặt đen, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm. Nhưng tiếp tục lưu lại ở bên trong này thì quá nguy hiểm, tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào đại kiếp này, đến lúc đó mạng nhỏ cũng không còn, linh thạch có tác dụng gì, dù sao chúng ta cũng đã biết qua, tinh cung và nghịch tinh minh thực lực không sai biệt lắm, có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, ta cũng không muốn cả ngày phải lo lắng để phòng trốn đông ẩn Tây. Về phần linh thạch, trên người chúng ta hẳn là còn có chút ít tài liệu chân quý nữa, miễn cưỡng cũng có thể đem làm linh thạch để cấp cho đối phương. Lúc đó người nọ còn có thể cấp cho ta chút thể diện hán tử cao gầy thở dài một tiếng, khuyên giải. Cái này không được, chẳng lẽ vì truyền tống ra đến ngoại tinh hải mà làm cho chúng ta đều tán ra bại sản hay sao? Ta nói gì cũng không muốn trung niên mặt đen lắc đầu không thôi, phảng phất như không muốn làm vụ này nữa. Tính làm gì, chuyện này hai người chúng ta hãy xem quyết định của những người khác cái đã hán tử cao gầy tựa hồ cũng khổ não, có chút không cam lòng nói. chương 506, định kế. Hai người này nói tới đây thì sắc mặt âm trầm không nói chuyện với nhau nữa, tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn, nhắm thẳng hướng dưới chân núi mà bay đi. Hàn Lập cũng không có theo sát hai người, nhưng cũng không để mất dấu, hắn đem một tia thần thức len lén bám theo trên người của hán tử cao gầy sau đó thần sắc lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người bay xa một khoảng rồi mới từ từ hiện ra thân hình xa xa đi theo tốc độ của hai người này so với hàn lập mà nói thật sự quá chậm sau một hồi lâu mới bay tới tầng thứ tư của thánh sơn sóng vai đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường một lát sau thân ảnh của hàn lập cũng xuất hiện trên bầu trời hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như u tĩnh phụ cận ngoại trừ mấy khu sân còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ tăng thêm vài phần ưu nhã. Hàn Lập nhìn khu sân này trong mắt một tia tinh quang hiện lên. Trạch viện này xem bên ngoài không ra gì, nhưng có bố trí một cái pháp trận lưu thủy trận nhỏ. Mặc dù đối phó với người muốn xông vào không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động. Bất quá, trận pháp này mà đối phó với Hàn Lập hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ kết đan đều không có tác dụng gì. Hàn Lập hoàn toàn tự tin không sợ đánh động tới cấm chế, dễ dàng lẻn vào. Mà thực tế Hàn Lập cũng đang làm như thế. Hai tay hắn bắt pháp quyết, thân hình liền mơ hồ biến mất. Không lâu sau, Hàn Lập ẩn giấu thân hình không tiếng động xuất hiện ở trong sân. Lúc này, hắn thu liếm pháp lực, không nói tới tu sĩ trúc cơ kỳ mà cho dù là tu sĩ kết đan kỳ muốn phát hiện Hàn Lập cơ hồ cũng không có khả năng. Cái này cũng là do Hàn Lập cẩn thận, sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ. Nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn thân bình thường là được rồi. Hàn Lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng thần thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh cả khu sân trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc liền chuyển tới một gian xương phòng ở bên trái hắn rõ ràng cảm ứng được bên trong phòng đều không có người chỉ có trong gian xương phòng không lớn này mới có bảy tên tu sĩ đang ở bên trong hắn tử cao gầy và trung niên mặt đen cũng ở trong đó trong bảy người có hai nữ là một vị phụ nhân có vài phần tư sắc và một vị khác là nữ tử tuổi còn trẻ tướng mạo bình thường trong những người này có tu vi cao nhất cũng là một vị đại hán mặc cẩm y mắt lộ tinh quang có cái mũi ưng ngoại trừ cái mũi thoạt nhìn làm cho người ta không thoải mái thì người này có tướng mạo ngũ quan đoan chính biểu hiện đường đường tu vi của hắn ước chừng là trúc cơ hậu kỳ sắp tiến vào cảnh giới giả đan hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng đan mọi người còn lại tu vi phần lớn là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ điều này cũng rất bình thường muốn đi ngoại tinh hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi này không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái gì mà thần sắc mỗi người đều âm trầm mặc nhiên không nói gì, cả xương phòng yên tĩnh không tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Hàn Lập cũng không vội, lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ. Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau, nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể quyết định đường đi nước bước. Quả nhiên, một thời gian ngắn sau, trung niên phụ nhân có chút chịu không được mở miệng. Dịch huynh, Vừa rồi Hoàng Đạo Hiếu đã nói lại là đối phương muốn 5 ngàn linh thạch một người, mới bằng lòng đưa ta ra ngoại tinh hải, chúng ta rốt cuộc là nên quang minh tránh đại hoàn thành nhiệm vụ của tinh cung rồi truyền tống đi, hay là giao linh thạch lén truyền tống đi, dịch huynh cho ý kiến đi, dù sao đại chiến mà nổ ra, đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta đi, sợ cũng không kịp rồi thanh âm phụ nhân có chút phiền não.